Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To. Trong video hôm nay, mình sẽ tổng hợp hành trình du lịch Malaysia trong vòng 7 ngày 6 đêm đi qua 3 thành phố Melaka, Kuala Lumpur và Penang. Các tập review chi tiết thì cũng đã được đăng từ lâu trên kênh của mình, nhưng mình hy vọng với tập vlog tổng hợp này cũng như là những thông tin update gần nhất để giúp cho việc lên lịch trình đi Malaysia của các bạn dễ dàng hơn. Như thường lệ thì ở phần đầu của video mình sẽ chia sẻ với mọi người về quy định nhập cảnh của Malaysia. Đầu tiên, passport của các bạn phải còn hạn ít nhất trong vòng 6 tháng. Thứ hai là các bạn nhớ đặt trước vé máy bay khứ hồi để chứng minh rõ ràng cho mục đích của chuyến đi là du lịch và chúng ta sẽ trở về Việt Nam ngay khi hành trình kết thúc. Thứ ba là các bạn nhớ chuẩn bị giấy xác nhận đặt phòng khách sạn ở Malaysia. Thứ tư là một điều rất quan trọng, đó chính là đăng ký thẻ nhập cảnh kỹ thuật số của Malaysia, viết tắt là MDAC, Malaysia Digital Arrival Card. Và các bạn nhớ là phải thực hiện việc đăng ký này trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh thông qua website chính thức mà mình đang để ở đây, hoặc các bạn có thể tìm thấy ở phần mô tả của video nha. Sau khi hoàn thành việc đăng ký thì các bạn có thể in ra hoặc là lưu mã QR code để xuất trình khi làm thủ tục tại quầy hải quan. Và điều cuối cùng là công dân Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh Malaysia với mục đích du lịch và chỉ được lưu trú tối đa trong vòng 30 ngày nha. Trong hành trình lần này thì mình đã kết hợp du lịch Malaysia với du lịch Singapore. Vì vậy khi đến Malaysia thì mình nhập cảnh bằng đường bộ thông qua việc đi xe bus từ Singapore. Tất cả các thủ tục nhập cảnh thì đều giống như những gì mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Còn nếu như các bạn muốn có thêm thông tin đi xe bus từ Singapore thì có thể tìm đến vlog mà mình đang để bên dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu hành trình du lịch ở Malaysia với mình, bắt đầu từ thành phố Melaka nha. Bây giờ mình đang trên đường đi tới cái quán Cua Milky của bạn mình giới thiệu ở Melaka. Có vẻ là một trong những cái quán rất là nổi tiếng ở đây luôn. Sau khoảng bao nhiêu ta, chắc 45 phút tới 1 tiếng chờ đợi, họ đã mình tới cái hàng nó dài ơi là dài. Còn mình mới vừa order xong mà vẫn chưa được vô. Mình đã order ra đây một cái fresh meal crab. Thì họ một phần như vậy là hai con nha mọi người, hình như họ không có làm một con. Giá thì theo thời giá cho nên là cũng chưa biết. Mình đi sơ cái menu ha, ở đây thấy có tôm nhưng mà ở dưới có kiểu giống như xào chung với bún gạo á mọi người. Cái này cũng là một cái signature dish nè. Giận chưa? Bên cạnh đó thì họ có cua sốt tiêu nè, cua hấp muối nè. Rồi cua sốt cay, cua sốt trứng muối ở bên này. Giận. Có cua cà ri, có cua chua ngọt. Các loại cua nhìn rất là ngon luôn á. Vừa nói vừa chảy nước miếng luôn mọi người. Tụi mình có order thêm một con mực này nữa. Rồi có các loại sò, điệp, tôm. Rồi, quá trời ngon rồi, mấy con cá nè. Hấp dẫn vô cùng. Trời ơi, mấy con cá hấp tàu xì. Và các món cải xào. Tụi mình order ra cái cá lăng ở dưới này và có nhiều loại cải khác nữa mọi người. Nhìn nó hấp dẫn ghê á. Chờ đợi, từ bữa tới giờ đi xin chờ được tới cái thời khắc này để được ăn cua á mọi người. Ai cũng nói ăn cua ở bên Mã Lai sẽ ngon và rẻ hơn bên Sing. Đây là cái đĩa cải cá lăng. Cải rất là tươi, giòn và xào với tỏi thì rất là thơm và cái vị đậm đà vô cùng, rất là ngon luôn. Còn đây là cái dĩa mực. Tụi mình ăn chắc cỡ mất hết 1/5 rồi đó mọi người. Ngon lắm luôn á. Mực ở đây người ta chiên với lại bột ở bên ngoài, sau đó có phủ một lớp tỏi ở trên. Và ở dưới thì có bắp cải sắc nhuyễn. Ăn với cái sốt này nè mọi người. Không biết kêu là cái sốt gì nữa nhưng mà nó cay cay the the. Ở trong có vị béo béo, giống như là có sữa ở trong vậy đó. Và mặn mặn nữa, hấp dẫn vô cùng. Peekaboo mọi người. Cái mâm cua nè mọi người.
hai con cua rất là to. Và đây là cái đĩa bánh bánh bao chiên. Để cái xuống mất cái dĩa bánh bao chiên rồi mọi người, biết nó bự cỡ nào rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Trời ơi, to giả phê, to lắm luôn. Đây nè, hấp dẫn quá, mình ăn cái càng trước. Ôi, cái tót rất là ngon, ngọt ngọt, cay cay, the the. Ok, trước khi thử cái càng mình sẽ thử cái sót. Rồi, hình như trong sót này có me nữa mọi người. Có vị me và vị hành phi rất là thơm. Bây giờ mình sẽ thử cái càng nha. To lắm luôn á. Ngon quá. Chắc rồi đâu. Trời ơi, rất là chắc thịt luôn nè mọi người. Ngon không nói nên lời luôn á mọi người. Trời ơi, mọi người coi trong đây nha. Cả một cái càng toàn là thịt không, không ớt một miếng nào luôn. Mọi người ơi, mình đã đập ra được. Hồi nãy là mình cắn thôi một phần thịt bên này rồi đó nha, nó còn một phần bên này nữa. Xuất sắc quá, chấm vô trong này. Chấm đậm sốt nha mọi người, sốt không mặn đâu, rất ngon luôn. Cái sốt milky này ngon quá. Trời ơi. Đây, vẫn còn lại ba cái càng rất lớn luôn bạn mình chưa ăn. Bây giờ thì mình sẽ ăn qua tới các cái đùi xung quanh của nó nha. Đây là cái đùi cua. Bàn tay mình đây mọi người. Bằng phân nửa bàn tay mình luôn á. Chất lượng xỉu luôn á. Mình sẽ chấm sốt đậm lên. Ăn nha. Được một chữ duy nhất thôi. Là ngon. Ngon. Ôi thật chắc dữ vậy. Cái thịt nó nè mọi người. Tời ra sớ như vậy được luôn nè. Mình vẫn mãi miệt mài ăn. Và mãi miệt mài lột cái càng cua này ra. Mọi người coi nè. Ngon lắm luôn. Và bây giờ mình sẽ ăn tiếp tục bánh bao. Bánh bao chiên chấm vô đây là hợp lý lắm luôn á mọi người. Ngon lắm. Cái sốt này mình thấy hình như họ có đánh cả trứng ở trong. Một xíu trứng. Nó béo béo và có rất là nhiều ớt xanh. Nó không bị quá hăng. Cái vị nó the the. Và cái mùi sữa nó béo. Cộng với lại cái mùi hành phi và một ít. Có vẻ là nước sốt me, mình không chắc lắm. Nó làm cái mùi vị nó hòa quyện với nhau, có rất là nhiều vị á. Ăn nó bùng nổ trong miệng luôn mọi người. Ăn cái đùi nha. Ngon, 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 ngon. Để mình tổng bill cho mọi người coi ha. Tổng cộng là 379.55 Malaysia Ringgit. Trong đó thì cái cua là 247.5 Malaysia Ringgit. Bạn mình có bấm thử qua tiền sinh thì là 80 đô sinh. Thì nếu như với cái giá 80-90 đô ở bên Singapore thì chắc chắn mọi người không thể nào ăn được hai con cua bự như vậy. Mình chắc chắn 100% luôn á. Cho nên là nếu như ai có ý định ăn cua ở Singapore, rủng rỉnh tiền thì ăn ha. Còn nếu như không á, giống như mình nè, bắt bus qua Malacca xong rồi qua đây ăn cho đã đời ha mọi người. Con mực thì là 50 Malaysia Ringgit. Rau xào thì là 10 đồng.
cái nước của mình á, thì là ủa nãy mình có review nước cho mọi người không ta? Cái nước của mình là 6 đồng, cái nước rong biển của bạn mình là 8 đồng, à không, 4 đồng rưỡi, 8 đồng là bánh bao và 2 cái khăn là 1.2 Malaysia ringgit. Quá trời ngon mà quá trời rẻ luôn á mọi người. Nhà hàng này nha mọi người. Dễ thương không mọi người? Cái đó hình như là một trong những cái xe, một cái loại xe đặc trưng của Malacca. Ngày mai sáng mình đi ra ngoài khu vực nhà thờ, mình quay cho mọi người coi mấy cái xe đó. Tối nó lấp lánh, nó quẩy banh đường phố luôn mọi người. The next morning. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Malacca cho ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng. Tại vì hôm qua tối mình đến thì hôm nay chiều 6 giờ thì mình sẽ có xe về lại KL. Cho nên là mình chỉ có khoảng bây giờ là 10 giờ 12, 6 tiếng đồng hồ ở lại để khám phá Malacca. Bây giờ thì mình sẽ bắt Grab để đi ăn sáng trước, sau đó sẽ dẫn mọi người qua ra cái quảng trường ven sông của Malacca để giới thiệu cho mọi người ha. Hy vọng là hôm nay trời sẽ không mưa. Bây giờ mình thấy không khí có bắt đầu là lạnh chuyển mưa rồi đó. Ok, hẹn gặp mọi người ở quán ăn ha. Hello. Hello mọi người, mình đã vào được quán và đây là cái ly coffee o mà mình đã kêu. Coffee o là cà phê đen với đường nha mọi người. Cái ly nhìn cưng quá nè. Và mình có kêu một cái Kayantos. A few moments later. Kayantos của mình đã ra, tổng cộng hết cái bàn này là 11 ringgit. Trứng gà ta mọi người ơi. Bạn mình vẫn quyết tâm không ăn cho nên là mình ăn. Đây là món khoái khẩu của mình. Ây da chết. Ok, đây là cái trứng mà tụi mình sẽ cho hắt xì dầu vào trong. À, ở bên đây người ta ăn xì dầu loãng luôn mọi người, không phải hắt xì dầu giống ở bên Sing. À, cho một ít muối tiêu. Ok, trộn đều nó lên ha. Cái lòng đỏ hấp dẫn quá. Đây là cái Kayantos. Nó mỏng hơn cái hôm bữa mình ăn. Để mình coi ở trong nó có gì nha. Ở ngoài là sốt Kayan và bên trong là một miếng bơ. Chấm đậm vào đây. Ngon. Rất là ngon. Ngọt ngọt, béo béo, mặn mặn ở trong này. Mình thấy cái sốt Kayan bên đây họ làm ngọt hơn ở bên Singapore. Và cái gà này không phải là ăn với hắc xì dầu giống như ở bển nữa, mà là ăn với lại cái nước tương loãng giống như ở Việt Nam mình đó mọi người. Lớp bánh mì được nướng giòn, ở bên trong thì mềm mềm. Ngon lắm. Mình đã vừa ăn sáng xong và bây giờ sẽ đi qua quán tiếp theo để cho bạn mình kiếm đồ ăn. Bạn mình không ăn Kaya toast cho nên là đi kiếm một cái món mặn nào đó để ăn và tiếp tục review cho mọi người nha. Hello mọi người, tụi mình đang ở quán tiếp theo và cái này là mình ăn ké bạn. Bạn mình kêu ra một tô mì xào. Có vẻ là mì xào của người Phúc Kiến. Ngoài cọng mì Phúc Kiến ra nè thì ở bên trong còn có chả cá nè. Nguyên một cái miếng cá to nè. Với lại cọng hủ tiếu dẹp nữa mọi người. Đây. Và có giá nữa.
Mình ăn thử nha. Thấy mình ăn ké mà bài bản không mọi người? Mình ăn thử cái này. Cay cay, mì thì sực sực, mà chả cá thì đó là đậm vị cá luôn. Ăn cũng khá là ok. Coffee ha? Coffee chứ. Coffee. Rồi lấy cái này. Rồi đi qua. Chiêu. Tụi mình đang ghé lại một cái tiệm Việt Nam kế bên cái tiệm mì đó. Có cái bạn rất dễ thương luôn mọi người. Cà phê Việt Nam. Ở đây em có bán. Coffee sữa. Tụi mình đã kêu một cái thạch rau câu. Cà phê sữa Việt Nam. À. Cà phê sữa Việt Nam. Rồi, cảm ơn. Chú đã cắt ra cho mình rồi nè. Đây, có ba cái lớp. Ngon lắm mọi người ơi. Đúng mùi vị của rau câu Việt Nam luôn á. Ngon lắm. Đặc biệt riêng của mình thôi chứ dạ. Còn ngon hay không thì cũng tùy theo mấy em ăn nữa nha. Dạ. Trời ơi, hấp dẫn quá nè. Chị tự làm hết, cái gì chị cũng tự làm. Tại vì bên đây cái gì cũng mắc nha. Bên đây nhiều người Việt không chị? À có. Nhiều. Gọi là ông nội của ông xã chị á là từ Trung Quốc là qua đây là ở bên đây luôn. Dạ. Ở bên đây luôn. Còn có những bạn khác đồ thì cũng như từ ở nơi nào đó đến đây làm thôi. Chứ không phải ở đây. Còn chị là chị gặp gia đình là ở đây luôn. Dạ. Là chỉ có mình chị là ở đây thôi. Đấy, bạn em mới ăn cái quán kế bên nè, cái hỏi người Việt Nam hả, cái tụi đây nói ừ người Việt Nam, cái anh chị qua bên đây hôm bữa cũng có mấy bạn kia của chị đó. Dạ. Thế là người Việt Nam bên đây nè, qua ăn đi. Dạ nhiều. Dạ cho nhiều. Ở đây chị bán cà phê rồi, chị bán những cái gì ăn hang mà tự tay đi làm hang cái. Dạ. Mấy anh chị cứ nói là mình cứ nói là ăn cái gì uống cà phê thấy vừa không? Không vừa em thêm, ví dụ như thêm sữa, thêm đường hay là thêm cà phê gì đó. Cái anh chị nói, cái trời có thêm nữa hả? Dạ em không có thêm tiền đâu nha. Cái anh chị nói là trời ơi, giờ tôi biết tôi thêm hoài luôn. Cái đó là trời ơi tưởng gì, cái thêm hoài thì cứ ok hết trơn luôn á. Tại vì mà, nếu mà liệu sức mình mà uống được thì bao nhiêu thì uống đó. Em nhận tính ly thôi à. Dạ. Anh chị cười đấy, tao uống 3 ly luôn á. Trộn lên. Mấy chị giòn á, đồ đi quê đâu, tên nên tên có bán trộm không? Cái xong rồi cái tự ra đó, tự nghĩ ra rồi tự chạy lên mạng rồi thấy người ta cũng bỏ vậy rồi làm được bắt trước. Dạ. Rồi nấu heo. Trời ơi, nước miếng nãy giờ. Quá trời. Nãy giờ em không có quay mặt, chị có ngại quay mặt không? Không, mình đeo quốc gia mà. Đúng. Không, em ngại, em phải xin phép trước khi em quay mặt. Dạ. Tại vì mình không có gì lên ảnh nên là không có dám. Dạ. Tại vì quay lên không, tự nhiên cái video đang bắt mắt, tự nhiên quay lên bà chủ. Trời không có luôn á. Trời ơi. Quay mặt người ta mới biết, người ta lại tới kiếm. Thôi hấp dẫn. Bữa đó cái anh chị đó chứ đăng lên xong rồi hang là có 20 Singapore đâu. Rồi. Không lắm mọi người thôi. Thôi thử coi đây, có vừa biển nha. Để bạn mình review trước nè. Em xin. Chị tên gì? Nãy giờ em chưa biết tên luôn. Chị tên Tú. Chị Tú. Rồi. Cái chùa này tên là gì chị? Cái này hơi chùa thôi em. Cái này nó giống như chùa, giống như ngôi đền thôi, chứ là cũng không phải chùa. Dạ. Dịch dạ. Việt Nam. Thật ra em hỏi để em chỉ mọi người đối diện, cái này là cái quán của chị. Em phép nha. Đây. Y chang nha. Y chang đúng không? Y chang nha. Người Việt Nam làm mà phải ra vị Việt Nam chứ. Vậy là khẩu vị của em giống khẩu vị của chị. Tụi em miền Nam mà mình chung khẩu vị đó chị. Em miền Tây. Vậy là vừa lắm rồi. Mà chị đa số là chị làm lúc nào cũng vừa ăn của mọi người. Chị cũng thấy là vui chứ. Thì mình người Việt Nam mình thích ăn chua chua vậy đó. Chị ăn chua lắm. Xài sống mà chị ngoan được. Rồi chị em thấy chị có xài là em thích rồi đó. Chị là phải đi kiếm xài để sẵn á. Nó mà thiếu xài là không thể làm ngon. Dạ đúng, chính xác. Nhưng mà chị có thấy là thiếu khô thôi. Tại vì dạ. Mấy bạn nó nói là chị có khô bò chị. Cái xong cái chị nói chị không có chị bỏ khô gà đi chị. Khô gà cũng được.
Nhưng mà chị nói là tại vì chị đặt mua ở khâu bò ăn cái nó ngon, cái khu gà thì chị thấy nó bình thường quá rồi. Cái cái chiên người đó nó nói là hồi đó lúc đó cũng có đem qua bán nhưng bán cái nó qua nữa. Bây giờ cũng có người đem qua nhưng mà giá hơi cao, mình sợ mình đang suy nghĩ của mình bỏ như thế nào. Dạ, ít quá thì không lời. Kỳ, dạ, đúng rồi. Bỏ nhiều quá thì không lời. Chị Tú cứ nói mình cứ ăn thôi mọi người, ngon lắm. Thấy bạn em ăn vậy hiểu rồi đó. Chị Tú pha cà phê đúng điệu luôn á mọi người, phải đúng điệu tức là đúng phong cách nha mọi người, chứ không phải là điệu đà nha. Là... tự nhiên nghe nói hết hồn, chị Tú cũng hết hồn. Chị cho cái phin này nóng lên trước cho cà phê nó nở, sau đó thì mới châm vô. Đúng rồi, đúng cách pha cà phê Việt Nam luôn. Chưa, quả chút mình dạy mình không đó. Dạ. Hôm đó là có cái chị đó đi qua bên đây, chị đi làm chị vô đây chị ngồi giúp pha luôn. Chị pha hết nguyên đồ xong rồi chị đứng dậy chị bốn ly nữa chị đã tiền xong chị đi. Em biết là em muốn ngọt đắng nha, nên là dạ, chị làm đại nha. Cái xíu em cũng thêm sữa thêm đường thì em nói chị thêm chứ chị gì. Em phải kinh nghiệm chị đó. Dạ. Đây, đi cà phê sữa. Dạ. Chị Tú sẽ đổ vô. Chị Tú người Tây Ninh đúng không chị Tú? Tây Ninh. Rồi dầu Tây Ninh. Dạ. 500 anh em Tây Ninh có ai có vô nhận đồng hương nha. Ở những cái nhà ngon lắm mọi người. Cái gì đó. Ừ. Nhà. 2 hours later. Đó có mà chỗ không có sân bay. Mọi người ơi, tụi mình vừa rồi khỏi quán của chị Tú. Rất là dễ thương luôn. Hai vợ chồng rất là dễ thương. Mọi người có ghé qua cái khu vực này nhớ đến ủng hộ chị mình nha. Chị làm bánh tráng rất là ngon nè, cà phê đúng vị Sài Gòn luôn. Đặc biệt là rau câu nha mọi người, nhớ ăn rau câu. Rau câu cái vị cà phê á xuất sắc. Chị còn có bán trái cây có chấm muối ớt nữa mọi người, giống như là lọt vô. Cái đó giống như là lọt vô cái khu khu Việt Nam ở trọng như đó, chị bán đủ thứ hết. Dễ thương lắm luôn á mọi người. Có ghé nhớ ủng hộ cho chị nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục đi vòng vòng khu phố cổ. Ừ, chỉ còn tặng tụi mình nữa nè mọi người. Chị không chịu lấy tiền xong rồi chị lấy tiền xong chị tặng. Ừ, còn không lấy tiền nữa chứ. Hello, tụi mình đã ghé vào được một cái quà lưu niệm. Dễ thương quá mọi người, không hiểu sao là đôi dép luôn. À, cái đôi to hơn bên này. Ở đây là 3 đồng chín một cái, 3 cái 10 đồng, chắc mua cái này. Dễ thương quá, ok lựa nè. Malacca, Malacca. Ôi, con chuồn chuồn màu hồng. Kêu thiệt. Cái này có vẻ đặc trưng ha. Cái, dạ. Yeah. Cái này có xích lô nè, ok lấy cái này. Tụi mình đã lấy được 3 cái bên này. Và cái đôi dép này nè mọi người, ở trên cái đôi dép có chữ thì nó sẽ có ý nghĩa riêng ha. Đây, thì ảnh có cho tụi mình hai cái tờ giấy này để coi ý nghĩa. Cái này thì 7 đồng 8. Bên đây thì 3 cái 10 đồng. Ở trên con đường này rất là đa dạng văn hóa luôn mọi người. Bên kia thì có một cái chùa Ấn Độ giáo. Bên đây thì có một cái mosque của người Hồi giáo. Một cái thánh đường. Và nó đang lọt thỏm giữa một cái khu gọi là phố cổ, giống như là Chinatown ở cái khu vực này. Trên đường đi ra Jungle Walk thì tụi mình thấy một cái tiệm làm bánh. Lấy cái nhỏ nhỏ này cho dễ ăn ha. Ok, I will take this one. À, đây có bánh con rùa nữa nè mọi người. Ê, đã lâu không ăn cái bánh này. What is inside? Green bean. Green bean. Okay. This one coconut. Ok, mình đã mua được bánh dừa và cái bánh con rùa. Ở đây thì có hai loại ha mọi người. Anh đang làm cái loại xốp nè, còn mình thì mua cái loại squishy. Đầu tiên thì mình sẽ ăn cái bánh con rùa này. Bánh này ở Việt Nam có mọi người, ở miền Tây làm rất là nhiều luôn, lâu lắm rồi mình chưa có ăn. Đây, nó đỏ đỏ như thế này và có in hình cái mai rùa ở trên. Bên trong là đậu xanh ha. Giống bánh ít bánh uống. Ngọt ngọt. Cái đậu còn ở bên ngoài bột dẻo rất là ngon luôn. Còn đây là cái bánh thơm. Cái đế bánh này nó là giòn nhưng mà thật ra nó cũng xốp xốp, hơi dính răng. Cái thơm ở trên này là thơm nguyên chất nè mọi người, nó không có quá ngọt.
và rất là thơm mùi trái cây luôn. Cái bánh này ngọt ngọt, thanh thanh, rất là dễ ăn ha mọi người. Không có bị quá là ngọt gắt đâu, rất là ok. Bên kia mình thấy có một cái tiệm sầu riêng khá là nhộn nhịp, để đi qua thử nè. Wow, The TripAdvisor khuyên ăn bánh xô sầu riêng. One buy pop, one shot all in, don't buy. Tức là mua cái bánh đó bỏ hết vô miệng, nhai ở trong miệng chứ không có được cắn. Mình đã mua được một cái bánh đây. Hello, ngon quá, ngon quá, đúng là one buy, ủa lộn, one shot don't buy luôn mọi người. Mình đưa hết cái bánh vô trong ha, lớp ở ngoài nó tròn tròn, cắn vô một cái bắt đầu sầu riêng nó tứa ra, càng nhai thì cái vị sầu riêng nó càng tỏa ra hết cái khoang miệng á, nó lên tới lỗ mũi, ngon. Ở trong nó lạnh nhưng mà ở ngoài nó nóng nóng mọi người, xuất sắc thiệt. Ok, ngon quá, bây giờ mình sẽ vòng lại mua một cái cho bạn mình ăn. Một cái con đường tròn cờ rất là ngắn nha mọi người, nhưng mà quá trời thứ, xuất sắc thật sự. Mình nghĩ mọi người nên đến đây buổi tối đi, cho nó mát mẻ. Và nó sẽ lên đèn chắc là đẹp dữ lắm. Rồi bây giờ thì mình đang đi ra khỏi khu vực đường tròn cờ. Và ở trước mặt mình bây giờ là cây cầu để băng qua khu vực quảng trường Hà Lan. Mình nên chụp hình chỗ này ạ. Ý ở đây đẹp hơn nè. Mọi người ơi, cái mặt đi từ bên pháo đài qua đẹp hơn nha. Wow, nhìn nó hoành tráng ghê. Và chúng ta đã đến được với khu vực quảng trường. Mình tạm gọi là quảng trường màu đỏ nha. Biểu tượng của Malacca. Ở trên kia là khu vực đồi pháo đài Formosa. Còn ở đây là khu vực nhà thờ Malacca. Wow. Một phong cách rất màu đỏ, đẹp quá. Ở đằng kia mọi người thấy cái cột của con thuyền không? Ở đằng đó hình như có một cái bảo tàng ở trong cái chiếc thuyền luôn. Đó, những chiếc xe được trang trí sặc sỡ chở người. Và đây là nhà thờ màu đỏ. Một cái góc phố đỏ quét ở dưới kia nữa. Tất cả mọi thứ đều là màu đỏ. Đây là những cái xe trong truyền thuyết nè mọi người. dễ thương chưa. Ở đây có pony nè, có Elsa nè, có Spiderman. Tha hồ cho mọi người chọn nha. Pony nữa nè. Baby shark 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 shark. Baby shark. Pikachu. Doraemon đằng kia. Và trước mặt chúng ta là nhà thờ Christ Church Malacca. Ôi đẹp quá. À ở đây mình vừa đọc được là quảng trường Hà Lan. Nhưng mà cái nhà thờ sau lưng là nhà thờ của đạo Tin Lành mọi người nha. Không phải của đạo Thiên Chúa Giáo. Ui có vẻ leo lên cái cầu thang trên đó chụp hình rất là đẹp. Trên đó. À lên đây thì sẽ chụp được cái nhà thờ ở ngoài sau dễ dàng hơn. Và toàn cảnh quảng trường. Ồ, ở đây có một cái tàu tên là Malacca River Cruise. Nhớ đi cái tàu này là chạy khắp cái sông Malacca để tham quan luôn nè. Và bên đây là mặt bờ sông của cái quảng trường nhà thờ đỏ hồi nãy mọi người ha. Rồi, còn ở phía bên kia là Little India. Ở đây có một cái nhà thờ nữa. Wow, cái này hình như là iconic của Malacca nè. Một cái nhà và được sơn tranh tường ở trên đó. Với 30 tộc. Người Hoa nè, người Mã Lai nè, và người Ấn Độ. Và ở đây, welcome to Malacca. Điểm đến tiếp theo của tụi mình sẽ là cái trái dưa hấu này. Đây, một vựa luôn. Đây.
có chú làm. Thì nhấn cái cây đó vô một cái lỗ, nó lấy cái gà. Rồi, thọ cái cây vô, quay. Mình đã mua được một trái dưa hấu. Ở đây thì đầu tiên là chú thọc cái cây vô, chú lấy một cái phần dưa hấu ra và sau đó thì đưa cái máy gì ta, giống như máy đánh trứng vậy mọi người, vô cái chú đánh hết ở trong nó lên nó thành nước. Rất là mát luôn. Mình ăn cái này nha. Mát quá. Mọi người mua xong cái ra phía ngoài bờ sông này ngồi ăn ha. Ngon ngon ngon. À, chú còn bỏ đá vô trong nữa nha mọi người, chứ không phải là nước không. Mọi người có nghe nhạc hay không? Anh ở ngoài sau anh đang hát. Oh wow, các cái bức phù điêu này đẹp quá. Rất là tỉ mỉ luôn á mọi người. Đó là mình có cảm giác giống như là đang ở trong phim Game of Thrones đó mọi người. Ở đây có thể nhìn ra toàn cảnh Malacca bên dưới. Ồ, mát quá. Wow. Bạn mình đang cầm trái dưa hấu đi bộ bộ bên kia. Như mọi người biết á, Malacca là một trong những cái khu vực rất là nổi tiếng trong khu vực của chúng ta, trong khu vực Đông Nam Á. Tại vì ở đây là một cái eo biển mà từ đó từ khu vực Đông Nam Á có thể đi sang khu vực Ấn Độ Dương ở bên kia. Many, many minutes later. Malacca Junker Spit Chicken Rice Bowl. Ok, vào thôi. Và đây là toàn bộ bữa ăn của tụi mình. Rau muống xào sốt samba, thơm lắm, có tôm khô nữa nè. Rồi cơm viên, thịt gà quay, thịt gà luộc và 2 ly nước cốc. Ok, ăn thôi. Nước cốc giống như là có cho cái muối vô vậy đó mọi người. Uống giống như là đang ăn miếng cốc chấm vô là cái muối, muối ớt luôn á, ngon ghê. Còn đây là cái viên cơm viên cơm của mình. Miếng gà nướng thật là hấp dẫn. Nước cốt gừng. Ok, để thử thử cái cơm nha. Ừ. Cái cơm có mùi gừng mọi người ạ. Và cái cơm ở đây nó không còn nguyên vẹn cái hạt đâu nha mọi người, nó giống như là bị giã ra. Nó là nằm ở giữa cơm hạt với lại topokki Hàn Quốc thì nó sẽ ra được cái này. Rất là thơm mùi gừng luôn. Ăn như bánh xôi nước vậy. Và mình sẽ cho một cái ít nước gà lên cho bạn. Và đây là một miếng gà nướng. Ok, ăn chung với nhau nha. Nổi bật nhất là cái cơm, nó có vị gừng. Và cái kết cấu của nó thì hơi lạ miệng một xíu, tại vì nó bị bở một vài hạt, sau đó nó có một vài hạt còn nguyên đó mọi người. Mình không biết sao gà ở đây hơi bị bở, không có giống với gà mà mình hình dung khi mà ăn ở bên Singapore. Tại vì gà ở bên Mã Lai sẽ nhập qua Singapore. Cái con này không biết sao nó hơi bở thật nè. Mình mới vừa ăn cái phần cánh nhỏ này thì thấy cái phần nướng ở đây thấm vị hơn so với cái miếng hồi nãy. Bây giờ mình thử ăn phần luộc nha. Đây là một miếng gà luộc. Có vẻ đây là phần ức. Và cũng sẽ ăn chung với cơm nha. Gà luộc ngon hơn mọi người ạ. Gà luộc nó mềm hơn. Còn cái gà nướng này thì nó hơi bị bỏ. Và ở đây là món yêu thích của tụi mình. Rau muống xào sốt samba. Ở trong cái sốt samba này còn họ còn cho cả tôm khô với lại có ớt nữa nha mọi người.
Món này cay nha mọi người, nhưng mà rất là ngon. Cái vị sốt Sapa tuyệt vời không mặt trời. Nếu như mọi người đến đây ăn á, mấy cái viên cơm này nè, order ít thôi mọi người, hơi ngán. Mình ăn một viên là mình thấy hơi ngáy ngáy rồi đó. Giờ mình ăn luôn viên còn lại, hơn lúc nãy tụi mình chỉ order có 4 viên thôi. 2000 years later. Hi mọi người, và điểm check-in cuối cùng của mình trong ngày hôm nay ở Malacca đó chính là tòa nhà này đây. Có vẻ một cái con tên là Orangutan à, rất là nổi tiếng ở Malacca luôn. Khi đến thì mọi người có thể check-in ở đây ha. Nó gần kế bờ sông, hoặc là mọi người đi từ cái đường Tron Cờ, mọi người quẹo qua bên phải từ mặt của quảng trường Hà Lan đi vô thì sẽ gặp cái con bé này nó nằm ở đây ha. Và kế bên thì có một cái con đường vẽ rất là nhiều họa tiết nhiều màu dẫn thẳng ra cái phía bờ sông và nhìn qua bên cái nhà thờ Hà Lan ở bên kia. Rồi xinh chưa? Quá là đẹp. Đây là cái chỗ nãy mình ngồi uống dưa hấu hồi nãy đó mọi người. Đi thẳng ra là bờ sông rồi này nè. Ở đây là một cái điểm được đánh dấu là có sự kiểu giống như là cập bến đến đây của một cái vị tên là Chen He ở Malacca vào năm 1405. Có vẻ là người đầu tiên đặt chân tới đây để khai hoang lập ấp. Và bên này khi nhìn qua thì mọi người sẽ thấy các cái tranh tường. Wow, đẹp quá. Và đây là điểm check-in cuối cùng của mình ở Malacca. Bây giờ thì tụi mình sẽ quay về khách sạn lấy hành lý và lên xe đi KL. Mình vừa mới đến được KL từ Malacca. Chuyến xe bus của mình mất khoảng 2 tiếng để di chuyển từ Malacca Central đến với lại TPS. Hiện tại thì mình đang ở trong cái bến xe TPS, một cái bến xe rất là rộng, nó rộng như cái sân bay vậy đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm đường ra để bắt ráp về lại khách sạn ở trong trung tâm thành phố. Lúc nãy thì xe của mình bị delay 30 phút ở cái đầu Malacca Central, cho nên thành ra là bây giờ 9 giờ mình mới đến được TPS ở KL. Nếu mà không có delay thì 8 giờ rưỡi là mình đã tới rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trung tâm thành phố ha. Cái bến xe nó to lắm luôn mọi người ơi. Mới bước xuống KL là bị ngợp liền ngay lập tức luôn á. Đã được ăn cháo ếch rồi mọi người ơi ở KL. Ở đây là cái quán bạn mình dẫn mình tới. Next morning. Hôm nay là ngày 2 của mình ở Malaysia và là ngày đầu tiên, buổi sáng đầu tiên của mình ở KL. Hy vọng sẽ là một ngày suôn sẻ và ăn được thật nhiều món ngon. Mọi người cùng đi với mình nha. Mọi người thấy xa xa là cái tháp KL không? Quá là đẹp luôn.
Và ở cái tòa nhà này nè mọi người, bạn mình nói là cái khu vực Kedan Kobe cổ nhất ở KL luôn. Khu này mát mẻ ghê luôn á. Trước mặt chúng ta bây giờ đang là tòa nhà cao thứ hai thế giới mọi người ơi, Merdeka 118 vừa mới hoàn thành ở thủ đô Kuala Lumpur luôn. Quá là đẹp. Một tòa nhà ở giữa cái khu vực trung tâm thành phố và xung quanh vẫn là những tòa nhà cổ. Thích quá. Và mình đang ở chỗ Lifong Restaurant, cái chỗ hồi nãy mình nói với mọi người là cái copy cổ nhất ở KL á. Bạn mình có nói và ở đây là quán mì bò mà bạn mình sẽ dẫn mình đi ăn trong sáng ngày hôm nay. Thấy rất là đông luôn á mọi người. Hai đứa bạn mình đang ở chỗ kiếm bàn. Mọi người ơi, đây là một cái tiệm mì mà bạn mình nói là rất là nổi tiếng ở khu vực này luôn. La La Mì. La La ở bên này có nghĩa là cái con chém chép hay là cái con sò lụa đó đó mọi người. Bên đây thì bán mì vịt quay và bên đây thì có bánh. Chết rồi, hồi nãy thấy mấy cái bánh trứng mà hết rồi. Quá buồn. A few moments later. Bây giờ tụi mình sẽ vô cái Bentoling Street để uống sữa đậu nành. Khu này hình như mới dọn hàng luôn á mọi người. Bạn mình ở đây bán quần áo với lại các cái loại hàng phát rất là nhiều. Đây là cái tiệm tàu hũ nổi tiếng ở Tel Bentoling Street nha mọi người. Tên là Uncle Bean. Oh my god. Ôi. Bên kia mới có tai nạn xảy ra, ghê quá. Ở đây thì người ta bán soya bean nè, rồi có soya bean cộng xiên cao, tức là có xương sáo. Và ở dưới là tahu pha, là cái gì đó, cái tàu phớ. Ở trên này dễ thương lắm mọi người, kawan là uống ly nha. Bottle kelsin là ly nhỏ, bottle bé sắc là ly lớn. Makan là uống ở đây, và bunkus là đem về. Bạn có thể chọn các loại đường là có brown ginger sugar, brown sugar và white sugar. Anh sữa đậu nành đã rất đông rồi mọi người. Mình sẽ uống sữa đậu nành trước. Vị y chang Việt Nam nha mọi người. Ngon nè. Đây là cái tàu phớ chang nước đường nâu với lại gừng. Lại là một hương vị Việt Nam. Y chang bên Việt Nam luôn mọi người ơi. Mà rất là ngon nha. Thổi góp nhìn ngút. Ở đây thì mình thấy một cái tiệm tên là Delicious Manchi. Để xem nó là cái gì nha. Đó là những cái bánh bột sau đó cắt ra và trộn vô trong đậu phộng. Ma chê đề. This is sesame, right? Yes, this is sesame. À, người ta sẽ để nhiều cái hương vị khác nhau ở đây và chúng ta có thể mix vô. This one is mango. Yes. Yes. Trong đây có vị xoài, vị mè, vị lemon, vị original. Không biết cái này vị gì? Xoài. Màu vàng là xoài. Original. Ngon quá. Cái này là bột đậu phộng. Cục này hình như là vị xoài. Đây có một cái quán bánh ướt Mã Lai mọi người. Đó, cái bánh ướt đang để ở trong cái bọc.
và có thêm rắc thêm cái gì đó ở trên, hình như là kiểu đậu phộng hay hành phi gì đó. Rồi sau đó sẽ bỏ cái sốt ở đằng kia lên. Cô đang cắt bánh nướng đó mọi người. Cắt nhuyễn ra giống như là cờ cộng hủ tiếu luôn. À ở bên sinh, à, ở bên mã này á mọi người, cái bịch không phải là cái bịch sắt giống bên Việt Nam mà là cái bịch bọc vậy đó. Mua về cái người ta túm lại. À đó, cái gói sốt để riêng. À. Mọi người ơi, đây là một cái tiệm bán khô heo, khô bò. Wow. Ý, nè là chế mua cái này đúng không? À cái này giống đó. Cái hiệu tên là Oloya. Nếu như ở bên Sing á mọi người có cái bi chang heng thì ở bên này có cái này. Bạn mình nói rất là ngon luôn á. Wow. Cái này là bacon đúng không? À cái này là gà nha mọi người. 100g giá 12 rin. Đây giá đây ha. Còn bên đây là Blooming Beauty Bacon. 100g là 14.8 rồi. Ờ à, ở đây là pork heo ha mọi người, 100g 12 rin. Và có bán nhiều loại đồ ăn khô khác. Đây. Quá trời luôn. Dễ thương quá nè mọi người. À cái này là trà bông heo. Người ta cho ăn thử đó mọi người. Đây là cái heo ha. Ngon. Hương vị rất là giống với lại cái bi chang heng ở bên Singapore luôn á mọi người. Ông má. Đây, unbox. Unbox của cái gì? Cái này là cái gì? Ba rọi ha. Cái này là cái bacon nha mọi người. Ngon quá. Ngon lắm mọi người, xuất sắc. Cái này nó có cái mùi giống như là lạp xưởng á. Nhưng mà cái bacon này thì vừa có mỡ vừa có thịt, ăn thì đỡ ngán hơn so với cái heo lúc nãy. Rất là ngon. Đây ha mọi người, cái tiệm rất là to luôn. Oloya nha. Mình thích cái tiệm này hơn Bi Chang Hang tại vì nó có cái túi zip, mọi người ăn xong zip lại được. Không biết là Bi Chang Hang bây giờ có chưa. Ok, tụi mình đã đến được với The Red KL. Đây, lấp ló sau tán cây. Ở trong đây là một cái khu phức hợp cà phê, hình như có thư viện nữa. Ok, vô thôi. Ở đây là một cái tòa nhà cũ mà họ làm mới lại, sau đó họ cho thuê. Cái quán cà phê nè, rồi cái rạp chiếu phim nè, có cả Book Express ở đây nữa. Và ở trên thì có rooftop dining. Và bây giờ thì mình đang đi lên cái thư viện đúng không? Best S set. Ôi. Đây. Đây là cái chỗ mà mình đã thấy người ta review. Đi vô giống như một cái mê cung gì đó mọi người. Wow. Đó, coi, mới vô lạc rồi đó. Và sẽ có một cái view ra khu vực Chinatown bên dưới. Mình vừa rời khỏi cái Red KL. Mình rất là thích chỗ đó luôn á. Chắc chắn lần sau đến KL mình sẽ quay lại. Bây giờ thì trời đang mưa rồi. Và tụi mình sẽ cố gắng đi tìm một cái quán nào đó để ăn chui vô chú mưa. Rất là nhiều lồng đèn, nhiều màu sắc. Và cái nhà này cũng rất là màu sắc luôn.
Có vẻ đây là cái chỗ mà mọi người check in nhiều nhất. Nhìn xinh quá ha. Ba đây, trời quái hùng. Phải không? Vô nha. Ôi đẹp quá mọi người. Ôi xinh quá. Đó là một cái cây cầu mà chúng ta băng qua, sau đó vô được một cái khu hẻm. Ở đây có một cái cây đa nè, ôi nhìn nó cổ thích quá. Wow. Đây có mấy cái cửa ướt quá. Nó có cái bệ dưới đây nè mọi người, chắc là hàng trưng bày rồi cho nên mình không bước đâu. Ồ, có rất là nhiều tranh tường luôn. Ở đây có một bé gái cửa sổ đây. Dễ thương quá. À, ở ngoài trước có cái cô tóc xoăn xoăn trong tuyệt đỉnh cung phu mọi người. À, cái cửa này bước qua được nha. Đó, và mình thấy người ta đang đi lên cái cầu thang ở đây. Ok, ok. Ở đây cũng có xanh tường nữa nè. Wow, đẹp quá. Ôi cái khăn nó bay bay luôn đó mọi người, bay bay luôn ngoài luôn. Và đây là toàn bộ cái khu vực mà mình vừa đi vô. Đây có rất nhiều các thể loại bánh nướng luôn mọi người ơi. Và xếp hàng rất đông nha. Mình đã thấy những chiếc bánh trứng trong truyền thuyết của mình rồi. À, nếu như mọi người ăn ở đây á, thì tới cái quầy này để lấy số, sau đó thì đi lên lầu lấy bàn và order nước. Còn bánh thì mọi người sẽ phải mua ở đây. Ráng xếp hàng nha. Lô mọi người, mình sẽ review cực nhanh cho bạn mình ăn nha. Mình đang ở quán Bun Chon và tụi mình đã order đây là cái bánh bên ở trong cái thịt heo. Ở đây là bánh tạt trứng, cái đế original. Đây là cái tạt trứng mà đế than tre. Cái này là bánh pineapple stick, ở trong có nhân thơm. Còn cái này là bánh nướng, ở trong có nhân bát thảo. Đấy. Và đây là một cái pudding lemon crust, là xả, pudding xả. Để mình ăn thử cái này trước. Ê, ngon. Ngon. Wow. Oh, người ta cắt ra sợi sợi luôn nè mọi người. Ngon, cái này xuất sắc. A few moments later. Rất ngon luôn mọi người, tất cả cái bánh mà mình mua trên dĩa hồi nãy giờ rất ngon luôn, thật sự. Và hiện trường đang rất vương vãi. À, khi nào mà tới cái khu vực này mọi người ghé, nhớ ghé cái tiệm này ha. Tôi quên tên nữa rồi. Bun Chun, Bun Chon hay Bun Chun gì đó. Nó rất là nổi bật mọi người, một cái nhà màu vàng, có cái biển hiệu màu đỏ và có rất nhiều check in, nhiều người đứng chụp hình ở bên ngoài tại cái tiệm này ha. Đang ở ở đâu? Central Market. Quên, mới quay xong quên mất tiêu. Mà ở đây nó ghi cái chợ này từ 1888 luôn mọi người. Dữ dội thật. Ở bên này cái gì cũng bự bự to to hết ha. Hôm nay bạn mình dẫn mình vô đây để đi kiếm mấy cái quà lưu niệm xinh xinh đẹp đẹp. Tại vì hồi nãy ở bên cái đường Betalink hả chứ? Ừ, Betalink bán đồ lưu niệm hơi sến súa và cũ. Cho nên là tụi mình đi kiếm những chỗ khác nhìn cho nó đẹp hơn.
Rồi mọi người ơi, tụi mình đã tìm được đến một cái tiệm có boss cat design rất là đẹp luôn. Và nhìn nó hiện đại hơn hẳn mấy cái tiệm khác luôn á. Đây có bán boss cat của Malacca nè, của KL, của Penang nè, rất là nhiều. Cái mình đang cầm trên tay mọi người thấy đẹp không? Xinh ha, cái này về Kuala Lumpur nè. À cái này hiệp Penang. À hay, cái mẫu này cũng đẹp nè. Maple Adventure. Rồi ở đây là thiên đường. Cái này 28 rin một cái mọi người, dựng ra được cái màn cái mô hình ở bên này. Ôi rất là đẹp và chi tiết luôn. Đây nữa nè, nguyên một cái quầy đồ ăn. Đây là mắt nét. Wow, mắt nét này đẹp lắm luôn. Mắt nét này giá bao nhiêu nhờ, để mình tìm. Ủa sao không thấy giá ta? À 12 rin một cái. Mấy cái mắt nét ở trên đây cũng đẹp lắm nè mọi người. Để mình xem giá bao nhiêu nha. À ở trên đây thì là 3 cái 20 rin. Xuất sắc. Rồi. Mình vừa rời khỏi cái Central Market và bây giờ tụi mình đang đi ra khu vực quảng trường của KL. Một trong những cái khu vực rất là nổi tiếng với cái tòa nhà, hình như là tòa nhà quốc hội thì phải, rất là rộng lớn và có một cái cột cờ rất là cao, nghe bảo là cao nhất thế giới nhưng mà cũng không biết là có đúng hay không. Và chúng ta đã tới khu vực quảng trường. Ồ, đây cột cờ cao nhất thế giới, 100m chiều cao nhé mọi người. Và cái tòa nhà này, ôi, được xây bằng gạch với lại các cái kiến trúc vòm cửa, nhìn một cái là biết của người Hồi giáo rồi. Ở đằng kia thì có một cái tháp đồng hồ với cái chóp hình củ hành, rất là đẹp luôn. Ồ, không biết cái máy này có quay kỹ tới nỗi mà mọi người thấy được chi tiết xung quanh cái phần mái vòm á, người ta trang trí mấy cái cụm kiến trúc nhìn rất là đẹp. Wow, đẹp quá. Mọi người có nhìn thấy ở đây không? Kuala Lumpur km số 0. Đây là cái trục trung tâm nhất của Kuala Lumpur, để mình đặt chân vô nha. Ở đây là cái khu vực mà mình thấy khá là ý nghĩa luôn á mọi người. Ở đây là cái tòa tháp cũ của Madaka Square. Còn bên đây là tòa nhà Madaka 118, là tòa nhà mới vừa xây và cao thứ 2 trên thế giới. Giống như là giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Many, many minutes later. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái cầu này để tới một cái mosque rất là đẹp. Mọi người có thấy các cái tòa nhà ở xa xa không? Người ta vẽ rất là đẹp luôn. Bên kia hình như là vẽ đời sống của người dân Malaysia. Còn bên đây là kiểu rừng rậm với các cái cây cổ thụ được sơn đầy các tòa nhà luôn. Và ở đây là cái mosque mà tụi mình sẽ đi qua. Đây là mặt sau của cái mosque. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại chùa Thiên Hậu Temple, nằm ở cách KL Central khoảng 7 phút đi Grab. Ở đây thì không có cái lai tàu nào để tới được khu vực này hết ha, cho nên là mọi người có thể bắt Grab từ KL Central qua đây.
Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên tầng 2 của ngôi chùa Thiên Hậu và là khu chánh điện ở bên trong luôn. Để mình đi ra phía trước này quay để tránh gây phiền nhiễu cho ở bên trong chùa. Ở đây là một cái đồi á mọi người, cho nên là từ chùa Thiên Hậu thì chúng ta có thể phóng tầm mắt nhìn về phía của trung tâm thành phố KL ở mọi hướng luôn. Thật sự là mình không ngờ là ở Malaysia lại có một cái chùa nó to như thế này của người Trung Hoa. Văn hóa ở đây thật sự là rất là pha trộn và đa dạng các nền văn hóa, và mỗi nền văn hóa thì đều có một chỗ đứng riêng cho cái thành phố KL này. Rất là đẹp luôn. Đây. Wow. Hoành tráng lắm luôn á mọi người. A few moments later. Hello mọi người, vậy là sau khoảng 15 phút xếp hàng thì tụi mình đã vào được trong quán khá là nhanh. Họ đã cái hàng rất là dài luôn, tưởng mấy tiếng đồng hồ. Ai nhè chỉ có 15 phút. Ở đây quán tên là Fatty Crab mọi người nha. Nó nằm ở Selangor chứ không phải là ở KL. Cho nên là mọi người có thể đi taxi hoặc là Grab ra tới đây luôn. Quán này thì chỉ có duy nhất ở khu vực Selangor này thôi, không có chi nhánh. Mở cửa từ 4 giờ chiều và nhận cái order cuối cùng vào lúc 9 giờ 30 tối. Lúc nãy mình có đi vào bên trong coi cái cua á, thì ở đây người ta nói là cua đang là 70 rin cho 600 gram và phải order ít nhất là 900 gram cua. Và theo như kinh nghiệm của bạn mình với lại các anh chị đã ở Malaysia trước đó thì họ nói là đến đây mình sẽ order cua là cái thứ nhất và cái thứ hai là cơm chiên mọi người ạ. Cho nên là tụi mình order trước hai món đó, ăn xong rồi tụi mình sẽ review thêm ha. Hello mọi người, đây là dĩa cơm chiên. Hồi nãy bạn mình order sợ bưng ra một dĩa khổng lồ, cái dĩa khổng lồ nó bự vậy nè mọi người. Mấy các bạn kia. Hên dĩa này là dĩa nhỏ. Bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Ngon ha. Khói bốc nghi ngút, khói bốc nghi ngút. Chết, thiệt luôn. Bạn mình nói là cái này mà đợi cái nước sốt của con cua rưới lên nữa là chết luôn. Nhưng mà bây giờ mình ăn thử trước ha. Cái này thấy kiểu giống như cơm chiên dưa châu á mọi người. Nhưng mà nó không có lạp xưởng, không có thịt. Chỉ có đậu, cà rốt. Cà rốt sắc cực nhuyễn luôn. Với lại trứng. Đó là cái hương vị cơm chiên dương châu của người Hoa ở trong khu chợ lớn mà lắc chảo á mọi người. Đó là cái vị đó. Mọi người ơi, món chính đã ra. Cái này là 2kg nha mọi người.
Mình sẽ không có để đây nha, cho bạn mình ăn ở ngoài. Ok, lên. À, mượn dĩa bánh mì. Và ở đây thì bánh mì là bánh mì sandwich chấm với lại cái này. Được sao? Ok. Bây giờ mình sẽ thử cái sốt trước. Ở đây thì có một loại duy nhất thôi nha mọi người, cua sốt ớt. Ngon quá. Nó cay mà nó còn chua chua vị me nữa mọi người. Đúng rồi. Ngon quá. Xuất sắc mọi người ơi. Xuất sắc mọi người ơi. Cay nha. Mình đã hiểu tại sao tất cả người xin kêu mình qua đây ăn cua. Mà tất cả bạn bè ở Mã Lai kêu mình đừng ăn cua ở xin mà qua đây ăn. Vừa rẻ vừa ngon là có thật nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn cua. Ui nóng. Đây là cái càng của mình. Cua ở đây thì nó không có được to như con cua Malacca hôm bữa, nhưng mà cũng rất là chất lượng. Và gửi thêm sốt vô. Rồi đắm chìm. Chuẩn bị đắm chìm trong hạnh phúc nè. Ngon quá. Xuất sắc mọi người ơi. Cái sốt nó cay. Mà cái ở trong nó có me nữa. Và người ta làm cái vị nó rất là đậm đà. Tụi ăn nó sướng. Và nó thấm vô con cua nè. Điên luôn. Và đây là cái phần một phần tư của con cua. Hơi nhỏ ha, nhưng mà rất là ngon. Ở trên cái dĩa của mình chắc được 3 con. Mình đã xé được cái đùi cua. Chấm đậm cái sốt. Quá là ngon. Mọi người giờ đó siêu phẩm bánh mì của rưới sốt lên điên lên được. Chết rồi. Khóc luôn, ngon khóc luôn. Gớt nước mắt. Cái sốt này xuất sắc thật luôn mọi người. Ngon lắm luôn á. Ăn bánh mì với cái sốt này thôi cũng được á. Không biết người ta bán không thôi nha. Ngon quá. Đập đùng đùng trên bàn. Ngon. Tiếng đập cua vang lên khắp căn phòng. Hello mọi người, vậy là tụi mình vừa hoàn thành xong bữa ăn tối. Đây là cái tiệm nha mọi người. Restaurant Party Crab. Rất là ngon luôn mọi người. Tụi mình ăn tổng cộng là 3kg. Ban đầu là kêu 2kg là cái dĩa mọi người thấy á. Sau đó thì tụi mình kêu thêm một dĩa 1kg nữa. Tổng cộng là 3kg và giá là 315 ringgit cho cua ha. Cộng thêm bánh mì với lại nước nữa là tổng cộng 361 nha. 361 ringgit. Quá là rẻ luôn á mọi người. 2000 years later.
Hiện tại thì tụi mình vừa di chuyển tới Bukit Bintang và đang ở Palibion, một trong những cái mall rất là nổi tiếng ở Kuala Lumpur. Và khu vực này thực sự rất là đông tại vì đang là trung tâm thành phố. Và bây giờ thì mình đang xếp hàng để mua cây kem, một cây kem rất là dài. Thank you. Yes. Một cây kem dài thòn. Mình đi vô đây ha chế. Cây kem dài hơn cái mặt của mình luôn mọi người. Đây nè. Dài chào bác. Và giá là 16 đồng. Ok bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Quá là dài. Các hiệu kem này của Hàn Quốc đó mọi người, rất là thơm, mùi trà xanh, không có bị ngọt. À rất là ngon, vui vui. Một cái hàng rất là dài còn ở ngoài luôn. Và đây là các hiệu kem nè mọi người, 32, 3 phép à. Hiện tại thì có chi nhánh ở Myeongdong, Hongdae, Busan, Daejeon và Kuala Lumpur là cái đầu tiên. Wow, tất cả đều là ở Hàn Quốc và chỉ có một cái Kuala Lumpur là ở nước ngoài thôi. Cho nên mọi người qua đây nhớ ăn thử cái này ha. Musan King. Ở đây có bánh sầu riêng Musan King, đặc sản của Malaysia nè mọi người. Ở trong đó không biết phải giống Musan King không, nhưng mà thấy là 45 riêng 1 ký, có vẻ là không phải. Và đây là con đường Jalan Alor. Rất là đông đúc và nhộn nhịp luôn mọi người ơi. Wow, ở đây có cái quán ăn hải sản rất là to luôn nè. Đuối. Và có, có cá đuối. Nó khác con cá đuối hôm bữa mình ăn ở bên Sing. Ở bên Sing có thêm cái sauce samba ở trên. Hai bên hàng quán ở đây rất là nhiều quán hải sản luôn. Hầu hết là các hàng quán ở đây mình thấy đều giống nhau á mọi người, bán trái cây, bán sầu riêng, bán hải sản. Bạn mình nói ở đây là mở cửa tất cả các ngày trong tuần luôn nha mọi người. Cuối tuần thì nó hơi đông hơn một xíu. The next morning. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ 3 của mình ở Malaysia và là ngày thứ 2 ở Kuala Lumpur. Đây, sau lưng mình là khách sạn mà mình đang ở, Travelodge Center City. Ở cái khách sạn này rất là tiện luôn mọi người, đi vài bước chân thì sẽ đến cái trạm tàu MRT và SRL ở phía sau luôn. Và ở bên đây là khu vực Central Market, bên đó. Đó, và ở đằng kia là Chinatown, rất là dễ đi luôn. Cho nên là khi đến đây thì mọi người có thể đặt cái khách sạn Travelodge City Center này để ở ha. Travelodge thì có rất là nhiều chi nhánh khác nhau, cho nên mọi người nhớ chọn đúng cái City Center để ở khu vực này nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi sang Bukit Bintang để chuẩn bị cho cái hành trình trong ngày hôm nay. Thì mình đang có mặt tại Avenue K, nằm kế bên tòa tháp đôi Petronas. Và tụi mình đang đi ăn sáng. Sáng nay thì bạn mình dẫn mình đi ăn cái mì này, tại vì nó có một cái loại gọi là cái heo viên, mà ở bên trong nó được nhồi thêm thịt nữa. Nghe lạ mọi người ha. Thì cái menu đó nó sẽ là Rusting Meat Bone. Và sau đó thì tụi mình chọn thêm một cái tô súp riêng có những cái viên đó không. Và cuối cùng là một món banh mi. Bánh mì là một trong những cái món mì mà mình được rất nhiều người nói là qua Malaysia thì nhớ ăn.
ăn mọi người nha. Thì mình sẽ trộn cái này lên trước. Bạn mình đang ăn món nước ở bên kia. Wow. Ở trên này nó có cái sốt sa tế. Ôi thơm quá. Trong đây thì có cá khô nè, có thịt băm nè, cái này là nấm mèo nè, và có hành. Và lúc nãy thì bạn mình đã đập cái trứng onsen vô. Cái mùi sa tế thơm lắm mọi người. Mình sẽ ăn thử cái mì khô trước nha. Ngon lắm mọi người ơi. Cái vị đầu tiên sọc lên là cái vị cá khô, sau đó là tới mùi tôm mỡ, và cọng mì thì nó sụp sụp mềm mềm rất là ngon. Sa tế cay nha mọi người, đã quá. Bây giờ mình sẽ thử qua tới cái món nước. Đây là cái cọng bún mà đã mình kêu nè, giống bún bà Quế ha. Nước hai bên thì giống nhau cho nên là mình sẽ lấy cái nước bên này. Bên đây là một tô bò, ủa lộn, heo viên không nha mọi người. Cái nước thơm quá. Đây là cái cục heo viên, cả bá lửa luôn. Ok, thử nha. Quá. Khi mọi người cắn cái heo viên, ở trong nó có heo và nó có cái nước. Chả là mình hấp hết giờ này. Ở bên trong có nhồi trên thịt nữa mọi người. Giờ thử chấm cái sốt này nha. Rất là ngọt luôn. Cái nước ở trong này nó chảy rất là ngọt nha mấy. Ngon quá. Đây nè. Sắc. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bún. Cọng bún y chang, cọng bún bà Quế ở trong miền Nam nha mọi người. Cọng to to. Và trong đây có rau nữa. Mê ly. Trước khi qua tháp đôi tụi mình đang đứng quậy cái bong bóng mọi người ạ. Nè. Trời cái mùi. Cái mùi đúng tuổi thơ luôn á. Ai biết cái mùi này sẽ biết cái mùi này nha. Chứ giờ không biết miêu tả sao. Đây. Giờ thổi nha. Lên được nè mọi người chết. Ý, bạn mình làm được một cái bự quá nè. Cái này phải có hai tay mới thổi được. Hay nghệ thuật đường phố nè mọi người. Trời ơi, thấy ghê chưa. 2000 years later. Vậy là mình đã đến được với tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Và đây, nó đây. Ôi cái tháp đôi rất là đẹp luôn, cuối cùng thì mình cũng đã đến được đây. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía sau, nó có một cái công viên. Để chụp hình thì sẽ dễ hơn so với ở phía này. Đi cùng mình mọi người nha. Đẹp quá. A few moments later. Bây giờ thì tụi mình đang trên đường đi qua cây cầu tên là Saloma. Một cây cầu có thiết kế rất là đẹp nằm đối diện với lại tòa tháp đôi Petronas. Và trước mặt chúng ta bây giờ đang là cây cầu Saloma với thiết kế rất là đẹp luôn. Mọi người có thể đến đây vào ban đêm ha, nó lên đèn còn đẹp hơn nữa. Và ở phía kia là tòa tháp đôi Petronas. Saloma là một cây cầu có kiến trúc rất là đẹp luôn á mọi người. Bắc ngang qua dòng sông và hai cái đường lớn. Và đây là không gian bên trong cái cầu. Ừ.
rất là đẹp luôn. Họ đang xen những cái lớp kính hình thoi với lại những cái lớp kính bằng thép. Nó tạo ra một cái không gian huyền ảo ở trong này. Đây, ở đây thì mọi người sẽ thấy được cái lớp ngoài của cây cầu và cả cái tháp đôi luôn. Wow. Hello mọi người, bây giờ thì mình đang ở một cái khu nào đó mà mình cũng không biết nữa. Để mình ghi định vị ở bên dưới cho mọi người ha. Nó khá là gần cái khu vực tháp đôi, tụi mình đi bộ qua đây cỡ 10-15 phút. Và mình đang ở một cái quán tên là Pia La Rio. Ở đây cái biểu tượng thì có ba người, ba sắc tộc ở Malaysia nè. Có Ali, Muthu và Ahok. Thì là người Mã Lai, người Ấn Độ với lại người Trung Hoa. Và đây là cái tiệm. Nhìn cái bảng hiệu trên này dễ thương lắm mọi người. Hey. Hello, mình đây. Quán này thì tụi mình sẽ đi ăn nasi lemak, là một trong những cái món rất là nổi tiếng của người Mã Lai. Hôm qua tới giờ bây giờ mới ăn đồ Mã Lai. Sau đi mọi người nha, mình đang ăn dở nhưng mà nó ngon quá cho nên mình phải review. Món này tên là, trời coi cái tờ giấy. Neon da laksa. Ở trong đây thì cái nước sốt này nó có vị cà ri và nước dừa, rất là thơm. Ngon lắm luôn mọi người. Ăn với cái cọng bún gạo này nè, xuất sắc nha. Nó có thêm tàu hũ, có thêm trứng. Trong này ngoài bún gạo ra thì có thêm cá viên nè, và có thêm các cái sợi dưa leo cắt sợi. Ăn khá là thú vị, có giá nữa nha mọi người. Món này rất là ngon luôn á. À, và quan trọng là có con tôm nữa. Ban đầu thì cái nước cốt nó không có cay, nhưng mà lúc mọi người bưng ra nó sẽ có một cái muỗng giống như là sốt ớt gì đó, mọi người hòa vô thì nó cay cay ở bên trong, ăn rất là ngon. Món tiếp theo là Assam Laksa nha mọi người. Cũng ăn hết nửa tô rồi mới lấy review. Cái này mình lấy của bạn mình. Mình sẽ để cái hình ảnh đẹp đẽ của nó ở đây. Cái này thì nấu theo kiểu bê năng ha mọi người. Cái nước sốt của nó chua chua, có vị me, và nấu từ nước xương cá, rất là thơm. Cái này rất là, đây là một trong những món mà mọi người phải ăn khi mọi người đến Mã Lai nè. Mình thấy món này rất dễ ăn và hợp khẩu vị người Việt Nam. Cộng ở đây bạn mình chọn là cái cộng giống như là cộng bánh canh. Và ở trong đây cũng có dưa leo nè, có cá nè, có ớt và có thơm, xuất sắc. Hồi nãy bạn mình nói khẩu vị giống như là bún cá thu Việt Nam, nhưng mà ăn ngon thiệt mọi người, ăn rất vô nha. Cái nước súp là phần đặc sắc nhất, ngon cực kỳ. Đảm bảo ngon, mọi người ăn thử món này nha. Assam Laksa. Và món cuối cùng là cái dĩa cơm. Cũng đã nửa dĩa trôi qua. Ban đầu bạn mình kêu mình quay đi, cái mình đang mệt quá mình nói thôi mình không quay. Xong mình ăn vô một bữa mình thấy ngon quá, cái mình móc máy ra mình quay. Xong mình quay qua bạn mình ăn hết nửa dĩa rồi mọi người. Thấy bạn mình tuyệt vời không? Cái này là nasi goreng traditional đó mọi người. Chỉ có cơm nè. Sorry, nasi lemak. Đó, nó chỉ có cơm, có cá khô, có đậu phộng, có trứng, có dưa leo và cái sốt samba là hết. Mm.
ok nha mọi người. Many, many minutes later. Mọi người có nghe tiếng cầu kinh không? Wow. Bây giờ đang là 4:30 và người ta đang tiến hành cái buổi cầu kinh vào buổi chiều. Còn tụi mình thì đang đi vào khu vực này để tìm món Malaysia ăn. Ở đây là một cái khu vực rất là rộng, bán đồ Mã Lai, tất cả các nhà hàng luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi về phía trước, tìm một cái quán mà tụi mình tìm thấy ở trên Google Maps với hơn 4.000 đánh giá bình luận. Để mình đi vô trong đó thử xem như thế nào. Tụi mình đang đứng order, có hai like nha mọi người. Like sau là like mang về, và like ở bên này là like ăn tại chỗ. Đầu tiên người ta sẽ múc cơm vô nè. À cũng không quá nhiều. Sau đó cho cái sốt lên. Rồi cho dưa leo lên. Rồi sau đó thì tùy loại mà mình chọn ha. Cái nào thì cũng có cái cân căn bản là như thế này. Gendan Daging là cái bò ở bên đó. Được tắt. Wow. Cắt ra luôn. Thank you. Oops, sorry. Yeah, của mình đây. Nasi lemak bò. Mọi người thấy cái dĩa có gì khác không? Mình mới bỏ thêm cái sò huyết hay là sò gì đó vô nữa. Ôi, cái dĩa của mình thật là hấp dẫn. Da-da. Ở trong đây có một cái phần căn bản thì sẽ có cái sốt màu đỏ này, có trứng, có cơm và có thêm cá khô thì sẽ là 5 đồng. Còn nếu như mọi người ăn các cái loại khác thì sẽ thêm vô. Nó giống như là cơm chỉ đó mọi người. Cái món này của mình tên là nasi lemak Rendang-ga-ging là cái bò này nè mọi người. Còn cái bên này, cái sò này thì không biết tên. Bạn mình hồi nãy thì order hai loại gà, một loại gà chiên và một loại gà chiên có sốt sambal. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái con sò huyết này trước. Khá là tò mò cái con này. Cái sốt này nó rất là thơm và nó ngọt ngọt chứ nó không có cay. Và cái con sò thì rất là tươi. Ở đây người ta cho ít cơm thôi nha mọi người. Cơm thì nó tơi tơi ra, rồi có thêm mấy cái sốt này trộn chung với nhau ăn ngon. Để mình thử cái màu đỏ này trộn vô đây. Ngon. Rất là dễ ăn luôn á mọi người. Đây là cái miếng bò nè mọi người, rất là tơi luôn. Và bò này thì có một cái sốt khác. Để mình thử mùi cà ri. Ngon. Mình không nghĩ là nó dễ ăn vậy luôn á mọi người. Ngon quá. Đó, bạn mình cho mình một miếng gà. Cái này là gà sốt sambal. Ngon. Cái gà thì hơi bị khô, nhưng mà tất cả mọi thứ đều được cái sốt này cứu lại mọi người ạ. Rất ngon. Đây là cái gà chiên dạt hẹ luôn. Hmm.
tất cả mọi thứ đều ngon. Mê quá, mê quá. Giờ mình sẽ thử ăn trứng với lại cái sốt này nha. Mình thấy hầu hết mọi người á là mua cái phần trứng với lại cá khô thôi á mọi người. Chỉ có 5 đồng thôi. Ăn như vậy luôn. Đây là một cái thứ sốt thần thánh cứu hết tất cả mọi thứ. Sốt này là sốt Samba nha mọi người. Là cái sốt nãy giờ mình khen nức nở ở mấy cái món kia á. Nó bỏ vào đây nó trộn cái nó ra cái màu khác mình nhìn không ra. Bỏ riêng ở ngoài thì nó là cái màu đỏ này nè mọi người. Ngon lắm luôn. A few moments later. Next morning. Hôm nay là ngày thứ 5 của mình ở Malaysia và là ngày thứ 3 ở KL. Và mình đang trên đường đi từ trạm MRT gần khách sạn nhà mình là Pensaseni, đi qua KL Central để có thể bắt KTM lên Động Batu. Hiện tại đang là khoảng 8:40 và mình sẽ có chuyến tàu từ KTM đi Động Batu vào lúc 9 giờ. Bây giờ mình còn 2 phút để chạy, ở không 20 phút để chạy. Mình đã đến được với lại Batu Cave. Tàu chạy trong vòng khoảng 35 phút là đến được với cái địa điểm này. Mọi người đi ra chạm tàu là đến được ngay cái Batu Cave luôn mọi người ha. À đây là nơi mà mình muốn đến. Một bức tượng thần rất to và dãy cầu thang rực rỡ sắc màu ở phía trước. Bên ngoài là một khu đền rực rỡ sắc màu khác với rất là nhiều hình tượng của các vị thần. Wow. Wow. Khi vừa bước vào ngôi đền này là mình ngay lập tức bị ấn tượng bởi một cái tượng thần Ấn Độ rất cao ở đây. Bên cạnh đó là một dãy cầu thang rất là nhiều sắc màu. Đây là một trong những cái biểu tượng rất là nổi tiếng của Malaysia. Và ở phía sau thì bồ câu nó cứ bay á mọi người. Mọi người nhớ canh bồ câu bay lên chụp hình cho đẹp ha. Hôm nay thì mình đi có một mình thôi, bạn mình dậy hơi trễ cho nên là không có đi chung với mình. Theo như thông tin mà mình tìm hiểu được ở trên Wikipedia thì Động Batu là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, cách về phía bắc 13 km, và ở đây là nơi thờ cúng của đạo Ấn Độ, Ấn Độ giáo. Và cái ngôi đền Ấn Độ giáo cao nhất thì sẽ nằm ở phía trên này 100m so với cái khu vực ở bên phía dưới này của mình ha, và phải đi 272 bậc thang. Và vị thần có cái tượng vàng ở sau lưng chúng ta đây thì được gọi là một trong những vị thần tối cao nhất của Ấn Độ giáo. Để mình đọc cái tên của vị thần này cho mọi người nghe nha. Thần tên là Subramania, được gọi là chúa tể Murugan. Wow, vị thần quyền lực cao nhất trong đạo Hindu. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái hành trình đi lên cái cầu thang nhiều sắc màu này. Rất là đẹp luôn mọi người, bên ngoài là một cánh cổng với rất nhiều các vị thần được trang trí. Và bên trên là những cái cầu thang được sơn rất là nhiều màu giống như là cầu vồng vậy đó. Dẫn lên một cái miệng hang ở phía trên đó, chắc chắn là ngôi đền chính nằm ở trên đó rồi. Và xung quanh đây là núi đá voi, kết cấu rất là giống Vịnh Hạ Long hay là Tràng An của Việt Nam mình. Mời mọi người cùng mình đi vào bên trong nha. Ở đây mình thấy không có bán vé luôn mọi người ơi.
hoàn toàn miễn phí. Và nếu như mà các bạn nữ nào mặc quần áo ngắn quá thì có thể qua đây để mua cái khăn trùm vào ha, giá là 15 ringgit. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu leo lên trên nha. Rất dốc luôn á mọi người, rất dốc luôn. Bạn nào muốn chụp hình á thì mình hãy chụp ở phía bên dưới nha, tại vì mình thấy lên khu vực này thì cái dốc nó rất là cao, rất là khó để có thể chụp được cái hình với nhiều màu sắc. Bên cạnh cái sắc màu của những cái bậc cầu thang thì các cô người Ấn Độ mặc trang phục rất là sặc sỡ và xinh đẹp luôn. Wow. Cố lên cô ơi. Ôi, một cái khu vực núi đá voi mà họ có thể xây dựng được một cái công trình như thế này, thật sự là rất là tuyệt vời luôn á mọi người. À, chúng ta đã lên tới mây xanh. Và phía trước là ngôi đền. Đây là cái cổng đền. Bước chân cuối cùng. Yeah. Và hãy cùng nhìn lại hành trình nha mọi người. Ôi wow. 272 bậc thang. Khi mà mình lên tới đây rồi thì bắt đầu giọng nói của mình sẽ có tiếng vang, tại vì mình đang ở trong một cái trần hang. Mọi người nhìn hang động nha, đừng nhìn nọng của mình nha. Ở trên đây có bán nước nha mọi người. Đây. Bên trong đây là một ngôi đền rất sáng, rất đẹp. Và đằng kia là một cái khu vực kiểu giống như là giếng sụp của cái hang động này. Đây là ngôi đền nè mọi người. Wow. Ôi, ở trên kia có một phần đá mà mình nhìn giống cái mặt quá mọi người. Ở đây nè. Và ở trên kia thì có những cái hố sụp. Vài triệu năm nữa thôi thì ở đây nó sẽ là một cái miệng hố rất rộng. Và trong đây có rất nhiều dơi nha mọi người. Ôi, cái đền thờ này, à mình đi ở ngoài cũng đã có thể nhìn thấy rồi. Có rất nhiều các cái tượng chim công. Ôi, đến gần cái ngôi đền đó mọi người thì rất là thơm mùi trầm luôn. Nhưng mà đi xa ra thì mọi người sẽ nghe mùi phân chim là nhiều nha. Ôi, đẹp quá à. Ở trên kia là ngôi đền mang tên Sri Vali Deivanai Muruga. Wow. Ở đây là những cái tượng thạch nhũ và có các bạn khỉ xuất hiện nữa. Một cái hố sụp cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đây. Đặc trưng của núi đá voi là luôn luôn có nước chảy từ trần hang xuống. Và ở đây hồi nãy giờ mình nghe là có nước nhiễu rất là nhiều luôn á. Và mình đã đến khu vực đền phía trên cùng. Một ngôi đền khác cũng rất đẹp. Wow. Phía trên đây là hình ảnh của cái hố sụp nha mọi người. Rất rộng. Và xung quanh hang này thì có rất là nhiều thạch nhũ và măng đá. Wow. Ôi, ở đây giống hoa quả sơn không mọi người. Các bạn thấy leo lên phía trên đó rất là nhiều luôn á. Đây nè. Mọi người, vậy là mình vừa đi xuống khỏi động Ba Tu và cũng chụp được khá là nhiều hình ở đó. Thực sự là cái động này rất là đẹp luôn. Nếu có thời gian thì mình sẽ ở lại lâu hơn, nhưng mà rất tiếc là bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi và mình sẽ phải trở về KL, trung tâm KL để một lát nữa mình check out khỏi khách sạn và đi ra sân bay bay đến Penang. 2 hours later. Hiện tại tụi mình đang ở sân bay KLIA2 để bay đi Penang. Và vừa nhận thông tin là chuyến bay đã bị chuyến bay đã bị delay 2 lần. Một lần delay 20 phút, sau đó delay lên thêm 1 tiếng nữa. Chán ghê. Hôm nay tụi mình bay Air Asia và chuyến nội địa Kuala Lumpur Penang. Đây là KLIA2.
cái cây LIA 1 nó nằm kế bên luôn nha mọi người. Sân bay này thì đi từ trung tâm ra đây mất khoảng 40 phút. Và nếu như mọi người đi đi hệ thống tàu điện á thì sẽ là 55 rin. Cho nên bạn mình nói là nếu như đi hai người thì đi cái gì ta, đi Grab sẽ rẻ hơn, tổng cộng chỉ có 73 rin. 3 hours later. Hello mọi người, vậy là tụi mình đã đến được Penang sau khoảng 45 tiếng bay từ KL. Ủa lộn, 45 phút bay từ KL. Nó delay quá, mình cảm giác 45 tiếng đồng hồ đã chứ không phải. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi lấy hành lý và sau đó về lại Old Town. Sân bay Penang thì cũng nhỏ gọn, dễ thương thôi mọi người. Hiện tại thì tụi mình đang bắt Grab về lại trung tâm. Có một vấn đề xảy ra là khi mọi người đến thì cái arrival hall bên dưới á, cái Grab nó sẽ không định vị được, mà mình phải đi lên trên ở phía của departure hall để bắt Grab mọi người nha. 3 hours later. Hello mọi người, đây là cái mặt tiền của khách sạn nè. Hồi nãy như mình quên nói tên đúng không? Nó tên là Rare Heritage House. Và ở đây nó có nguyên một cụm luôn gọi là Reunion Heritage House. Một trong những điều mà làm mình bất ngờ nhất ở Penang đó chính là trước khi tới đây thì mình nghĩ nó chỉ là một cái hòn đảo có một cái cụm dân cư cổ xưa, như vậy là hết. Nhưng mà khi vừa đặt chân xuống sân bay, từ sân bay đi vô đây thì mình đã hết hồn. Là sân bay quá, ủa lộn, là Penang quá là phát triển. Rất nhiều cụm dân cư, nhà cao tầng, đường xá được xây dựng rất là chỉnh chu và đẹp, giống như là một cái đô thị hiện đại luôn. Rất là tuyệt vời luôn á, mọi người thấy không, ở ngoài đường xe hơi chạy vèo vèo vèo. Mình rất là bất ngờ về Penang luôn á. Bây giờ thì tụi mình đang tìm cách qua đường tại vì quá nhiều xe, không có dám băng ẩu, xe ở đây cũng chạy khá là nhanh. Mọi người, tụi mình đã tới quán ăn và lạc vào một chân trời toàn là tiếng Hoa. Chết tụi mình rồi. À đây tiếng Anh nè. Món của tụi mình đã ra rồi mọi người ơi, một cái tô khổng lồ. Đây của mình là súp nước trong ha, của bạn mình là súp tôm dầm, không có cay luôn, chua, chỉ chua thôi mọi người. Wow, một cái tô khổng lồ luôn, chết rồi. Còn cái món lô ba. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha. Đầu tiên thì mình thấy ở đây có cái phần thịt đầu cá rồi nè, một cục thịt rất là chắc. Rồi có fish bone, có cá viên và bao tử cá. Đây bao tử cá, nước khá là thanh và béo béo, có vẻ là nấu từ cái đầu cá. Wow, một tô rất to và rất nhiều mì. Và cái cọng mì mình đang kêu là cọng mì sọ, là một trong những cái cọng mì khá là đặc trưng của người Hoa. Bạn nào người gốc Hoa chắc sẽ biết cái cọng mì này. Ngon. Nếu bạn nào mà ăn mặn á thì sẽ thấy món này nó hơi lạc, nhưng mà đối với mình thì ok. Ở đây người ta có cho thêm một cái chén nước chấm nè. Ngon. Bao tử cá sực sực và không có bị tanh. Và cái món lô ba mà nãy giờ mình nhắc đã ra rồi nè mọi người. Ốm thịt chiên. Và có cái sốt tương ớt ở đây nữa. Thấy là ở ngoài họ có một cái lớp khá là giòn và bên trong là thịt. Không biết có lên men không mà cái mùi rất là thơm. Nó lạ lắm. Ở ngoài giống như là một cái lớp tàu hủ ki được chiên giòn, ở trong là cái lớp thịt. Hình như là nó xay thịt ra và có cho thêm bột vào bên trong hay sao á. Ăn cái kết cấu nó cũng dính. Và cảm nhận được cái độ thịt mà nó băm ra đó mọi người. Chấm với cái sốt này thì nó ngọt chứ nó không có cay. Ăn cũng khá là kích thích á. Bạn mình mới tính tiền xong hai tô này và cái lo ba, tổng cộng là 40 rin. Rẻ quá ta, cái tô mì rất là bự luôn.
Và sau khi mình ăn một lượng bún kha khá, à không, một lượng mì sọ kha khá thì phát hiện ra rất là nhiều cá luôn mọi người. Lắm. Lúc nãy order tụi mình kêu mì, sau đó bắt đầu bỏ thêm các cái thành phần vô, thì tới thành phần số 3 là anh chủ đã kêu thôi đủ rồi, đừng bỏ nữa, nhiều. Và thật sự rất nhiều. Ở trong đây mình đếm bây giờ có 1, 2, 3, 4, 5 5 cái phần cá vuông vuông như thế này, thịt đầu cá. Bao tử cá thì cũng còn tràn trề. Cá viên thì ít hơn, cá viên thì cỡ 4 viên. Đó, cho nên khi mọi người kêu thì nhớ án chừng coi mình ăn được bao nhiêu thì kêu ha. Mình nghĩ là nếu như mà ăn cái tô súp đầu cá mà cái nước trong này mọi người kêu cái đầu cá không thôi cũng ok, rất là ngon rồi. The next morning. Bây giờ thì mình đang có mặt ở trên con đường là Le Puy Canon. Rất nhiều các bức tranh tường nghệ thuật nổi tiếng của Penang. Các cái bức tranh này thì nằm khắp nơi, khắp ngõ ngách luôn, cho nên mọi người đi thì nhớ để ý. Ví dụ trong cái ngõ này nè, bốn chú mèo con ở trong này. Rất là dễ thương luôn á. Và ở bên kia thì bạn mình mới chỉ cho mình là có một cái bức rất là nổi tiếng, em bé đang trèo ở trên tường. Đây là một trong những cái ngôi đền thờ nổi tiếng trong khu vực Trọc Thao của Penang, thuộc về cái dòng họ tên là Khu hoặc là Khu, viết là K-H-O-O mọi người ha. Là một trong những cái gia tộc đặc biệt nhất của người Trung Hoa ở Malaysia, và nó đã tồn tại khoảng 650 năm, là một gia tộc với lịch sử phát triển rất là lâu đời luôn. Lúc nãy mình có xem các cái hình ảnh ở bên ngoài thì thấy là tới tận bây giờ thì hậu duệ của gia tộc này vẫn được trưng bày những cái tấm bằng khen, cũng như là để những cái tấm bài phong ở trong những cái nhà ở phía hai bên. A few moments later. Đằng kia có một cái đầu tắc kè đang hú hét. Hồi nãy giờ tụi mình lang thang phố cổ với rất là nhiều cái địa điểm check-in đẹp và có nhiều bức tranh tường rất là dễ thương luôn. Và ở đây có vẻ là một trong những cái bức tranh tường iconic. Ừ, đây rồi, chúng ta đã tìm thấy nhau, hai chị em trên chiếc xe đạp, nằm ở trên phía con đường Armenian nha mọi người. Mình vừa chụp hình chán chê với hai chị em ở đằng đó, để mình để một vài cái bức ảnh ở đây cho mọi người kiểu ví dụ cái kiểu cho mọi người ha. Bây giờ thì còn một cái tranh tường nữa mà bạn mình muốn kiếm là cái xe Honda màu đỏ hay sao đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi kiếm, sau đó tụi mình sẽ đi ăn và sẽ dẫn mọi người theo ha. Ta-da. Đây là địa điểm bạn mình muốn tới check-in. Và sau đó thì bạn mình sực nhớ ra là có thêm hai chị em ngồi xích đu gì nữa và tụi mình sẽ đi kiếm luôn. Hello mọi người, tụi mình đã từ bỏ công cụ tìm các cái tranh graffiti. Chắc chiều có thời gian tụi mình sẽ quay lại. Bây giờ thì tụi mình đang đi trên đường đến quán ăn trưa và có ghé ngang một cái quán tên là To Soon Coffee. Rất là đông luôn và bây giờ đang phải đứng xếp hàng. Đây, To Soon Coffee. Bên trong là cái quán ăn và ở đây là đứng xếp hàng. Và bên kia chúng ta có một cái tranh tường rất là đẹp luôn. Bây giờ mình phải chờ để tới lượt mình thôi.
A few moments later. Ăn của mình đó ra. Đây, đơn giản như vậy thôi. Đây là cái bánh mì. Có cái mứt ở bên trong, hai loại mứt ha, kaya với lại sốt bơ đậu phộng. Và bên đây là trứng. Trứng ở đây người ta bỏ vô cái ly hơi khó lấy lên. Rồi xong nó chèm nhạt vào. Ui, nó chèm nhạt rồi. Okay. Như thường lệ khi kaya tốt thì mình sẽ trang cái nước tương vô đây. Và một miếng tiêu. Khó quay quá. Và đây là cái bánh của mình. Ở đây thì hôm nay mình kêu ra bánh steam là bánh hấp thay vì là bánh nướng giống như mọi khi, để ăn xem nó có lạ hơn không. Rồi mình chỉ ăn nhẹ vậy thôi, lát nữa tụi mình đi ăn món khác. Thế này nha. Ngon mọi người ơi. Cái bánh nướng nó có một cái hương vị hoàn toàn khác so với cái bữa lộn. Cái bánh hấp nó có một cái hương vị hoàn toàn khác so với cái bánh nướng. Nó có cái độ dai và cái độ béo. Ngon lắm. Bánh hấp ngon nha mọi người. Ok lắm. Nhưng mà khi mà phết cùng với lại kaya toast của kaya, cái mứt kaya thì cái mứt bơ đậu phộng nó trội hơn hẳn luôn. Ăn mứt tiêu cái mùi của kaya luôn. Ngon. Nhưng mà xếp hàng đã hơi bị lâu. Bây giờ thì tụi mình đang đi trên một cái con đường tên là Penang ở Georgetown. Rất là đông đúc và bán rất là nhiều hàng hóa luôn. Tới rồi ha. Đúng rồi, cái đường này đúng rồi. Đây, bạn mình đã dẫn mình tới được cái quán. Ồ, cái tranh tường cho nó đẹp quá. Ồ, đây có vẻ là cái quán Chendol nổi tiếng. Chendol tức là bánh lò. Cái màu xanh xanh mà tụi mình hay ăn á mọi người. Penang Road Famous Pao Chiu Chendol Ice Kakan. Oh, đây là những món mà mình muốn ăn. Oh yeah. Cạnh bên quán Chendol thì có một quán bán Assam Laksa, là cái món bún với lại nước cốt cá và có vị chua chua. Mình sẽ vô đây order. Hôm trước mình có ăn ở KL review cho mọi người một lần rồi đó. Hello mọi người, vậy là tụi mình đã vô được bên trong. Trong đây rất ồn luôn. Cái này gọi là một cái kopitiam, giống như là hawker center ở bên Singapore hoặc là food court ở bên Thái Lan. Kim Kho Kho kia. Anh Ti ở đây rất dễ thương luôn mọi người. Thêm kia. Cô rất là dễ thương luôn á mọi người. Bạn mình đã order cái ô tả ngon hình bóc luôn. Giống như cái hot pot ở bên Thái. Ở ngoài có vẻ là trứng và có thêm cá hoặc là cái gì đó bên trong. Đây là chicken skin, chiên giòn. Yeah, chicken skin. Chiên giòn và có cái sauce ở đây. Bên đây là ô tả. Hỗn loạn quá mọi người ơi, hỗn loạn. Tụi mình vừa đổi cái bàn cho nhóm 4 người ở ngoài kia và chưa vô đây ngồi 2 người thôi. Đây, đầu tiên mình thử cái chicken skin deep fry này của cô trước. No, not for the food. Cô hỏi có phải tụi mình đi du thuyền rồi ghé vô đây không? Không phải, tụi mình đi thẳng từ Việt Nam qua. Ngon nha mọi người. Ngon. Bây giờ mình sẽ thử cái u tà của bạn mình. Đây là cái u tà. Rất là thơm, nó không có bị dậy cái vị mắm cá giống như ở bên Thái. Nhưng mà cái kết cấu thì y chang. Đây cái chendol. Trời, cô dễ thương quá mọi người. Cô vòng lại cô hỏi tụi mình order cái chendol luôn không? Cô order cho tụi mình luôn. Đây ha, first bite, ô tà. Thank you auntie. Oh,
Ủa tà ngon. Ôi ngon hơn bên Thái nha. Dễ ăn hơn bên Thái mọi người ạ. Thái hơi bị cà ri. Ừ. Bên Thái hơi bị cà ri và cái cốt của cái bánh á nó bị sảm sảm trong miệng giống như là người ta xay cái xương cá ra luôn. Còn bên đây thì nó là một cái miếng cá rất to và cái trứng ở bên ngoài. Ôi ăn ngon quá. Rất là ngon. Và thơm mùi lá giả mang luôn mọi người. Ngon. Ôi ban đầu mình rất là ngại cái món này nha, tại vì nó có cá mình sợ có xương. Nhưng mà ở trong là nguyên một miếng phi lê và cái lớp trứng ở ngoài nó mịn tan trong miệng. Mọi người có đến thì nhớ thử cho anh Ti nha mọi người. Thủ khẩu anh Ti nha. Và đây là cái chendon. Chưa gì mà chendon đã vô rồi rất nhanh luôn. Chendon tụi mình order ở ngoài kia và cô order giúp tụi mình luôn. Bây giờ còn cái asam laksa nữa, bây giờ mình có ăn sao đây ta. Nó vô tới nơi rồi thôi mình thử luôn nha mọi người. Cái chendon ở đây á. Anh Ti vòng lại nói chuyện với tụi mình nữa. Cái chân non ở đây á mọi người, cái cọng của nó dài dài giống như cọng bún tươi nhỉ, cọng bún bò Huế, chứ nó không có mập mập giống như là cái cọng bánh lọt ở bên Việt Nam mình. Trong đây thì có cái chen đuôi nè, có cái đậu đỏ nè, hình như là còn mấy cái khác nữa để mình dầm nó ra. Ồ rất là thơm mùi nước cốt dừa luôn. Rồi mình đi thẳng từ khai vị xuống tráng miệng. Mình dòng lại món chính xong. Món chính lâu quá. Món chính chưa bận rộn á. Wow. Nước cốt dừa với lại nước đường nâu. Ừ, ngon lắm mọi người. Mình mà không gần muỗng là bọn lát mình không có bụng ăn món chính. Mát thanh nhiệt mùa hè luôn mọi người. Không được phải ngừng lại. Ngon lắm. Ngon. Phải thử nha mọi người, chen đun nha. Mình vừa dứt câu cắt máy để ăn những cái món kia thì món chính đã ra mọi người. Đây, cái tô asam laksa của mình, đây là món mình chờ đợi nhất khi đến Vinang. Mình đã nhớ ra cái mùi của nó giống cái món gì rồi. Bún mắm ở Việt Nam mọi người ơi, rất giống luôn. Bây giờ người ta cho mình một cái tô trước nè, có nước lèo với lại bún ở trong này rồi và có một cái sốt đen đen ở bên này. Thì mình sẽ thử cái sốt không có cái sốt đen trước nè. Ở bên này khá là hay là khi người ta đem món ăn ra và có cái sốt nào mà có thể gia giảm cho món ăn được thì người ta sẽ để riêng ra một cái muỗng như thế này cho mọi người. Hồi sáng cũng vậy á. Bây giờ mình sẽ thử cái nước sốt trước. Chính xác là cái mùi bún mắm luôn á mọi người, nhưng mà nó giảm vị mắm xuống và tăng cái mùi cá lên. Lúc này thì cái nước nó chua chua, thanh thanh và đậm vị cá nha. Bây giờ mình sẽ thử cái màu đen đen này xem nó là cái gì. Cái màu đen này không phải là me mọi người. Nó tạo vị mặn cho cái món này. Chắc chắn là tạo vị mặn cho món này luôn. Mình sẽ chan vô ha. Bạn mình thử. Không phải me. Ở trong cái tô này thì có húng quế nè, có dưa leo cắt sợi nè, có hành phi nè, ủa không, hành tím nè, có ớt nè, và chắc chắn là có cá rồi. Bên cạnh đó còn có cả thơm nữa. Bây giờ thì mình sẽ chan cái này vô. Ôi
À, cái cọng ở trong này thì luôn luôn là cái cọng giống như cọng bánh canh ở bên nhà Việt Nam mình mọi người ha. Ôi, à nó khác ở trên cây eo rồi mọi người. Hôm bữa ở trên cây eo bạn mình ăn là có nguyên một miếng cá. Còn ở đây cá hình như họ xay nhuyễn ra hết luôn rồi, không có cái miếng cá ở trong này nha. Và đây là cái sợi bún. Ôi, thơm lắm luôn, thơm lắm luôn á mọi người. Mình sẽ không so sánh nó giống món nào ở Việt Nam nha, nhưng mà mình muốn gợi cái hương vị cho mọi người á, nó sẽ là cái mùi của bún mắm. Thử nha mọi người. Ngon. Có một điều như thế này là cái vị này nó hơi bị ngang. Nếu như bạn nào thích ăn mặn thì cái vị này sẽ hơi không thuộc cái gu của các bạn chắc chắn luôn. Còn ai ăn lạc và thiên về cái phần thanh hơn thì cái món này phù hợp. Hôm trước mình ăn ở cây eo á thì cái vị nó sẽ đậm đà hơn, còn ở đây thì cái vị nó sẽ hơi ngang một xíu, nhưng mà cũng vẫn rất là ngon. Ngon quá. Asam laksa nha mọi người. Xuất sắc. Rồi bây giờ mình sẽ cắt máy để cho bạn mình ăn chung với mình luôn. Hẹn gặp mọi người lát nữa nha. Hello mọi người. Tụi mình vừa ăn xong ở trong cái Kopitiam. Bên trong nó hơi hoảng, không phải, hơi hỗn loạn và đông đúc một xíu, cho nên hồi nãy giờ mình làm mọi thứ chắc nó cũng bị gấp. Cái quán Chendun ở ngoài này rất là ngon luôn mọi người, có thể vô bên trong để order ha. Hồi nãy tụi mình gặp một anh Ti rất là dễ thương, tụi mình có xin chụp hình với anh Ti mình để đây khoe với mọi người. Mà có kết bạn với anh Ti, gửi hình cho anh Ti luôn, đáng yêu vô cùng luôn mọi người ơi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi tới một cái chùa nằm ở trên đồi của khu vực Penang, mọi người đi cùng mình nha. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang đi lên đường tới chùa Kiloxi. Nó nằm ở bên cái đồi ở đằng này rồi đây nè. Đây. Nhưng mà trước khi lên đó thì tụi mình đi mua nước. Và mình có cái này muốn chia sẻ với mọi người. Lúc nãy thì tụi mình bắt ráp từ ở dưới Chọt Town đi lên trên này. Thì giữa đường cái anh tài xế anh có hỏi là có muốn đi uống White Coffee không, một trong những cái đặc sản của cái khu vực này. Thì mình rất là hào hứng, mình nói có, tao muốn đi thử. Rồi cái tụi mình đổi địa điểm qua cái quán uống cà phê đó. Thì trong lúc tụi mình đi á thì bạn mình nói là mình bị lừa rồi. Bạn mình nói là không có cho mình đi. Cái là mình muốn đổi địa điểm lại một lần nữa thì ở trên Grab không có đổi được. Thành ra là tụi mình đành phải ngồi trên Grab và cho anh chở qua đó. Nhưng mà trong lúc anh chở đi thì mình mở Google lên, mình coi những cái review của cái quán đó. Thì mình thấy có rất nhiều review đánh giá một sao, nói là cái địa điểm đó là một cái địa điểm mà du khách hay bị lừa tới, cà phê không có ngon. Thế là mình đánh liều, mình nói với anh tài xế: ê mày ơi, tao đọc được rất là nhiều cái comment xấu của cái địa điểm này, nó là một cái tourist trap. Mình nói thẳng với ảnh như vậy luôn. Cái kiểu giống như anh tài xế anh bị nhột hay sao á. Cái nói thôi được rồi, bây giờ nếu như tụi bay không muốn tới đó thì tao chở tụi bay thẳng lên Galaxy luôn, giá như cái giá đã book ban đầu, tức là 22 ring là cái thời điểm ban đầu tụi mình từ dưới Chọt Town lên Galaxy là 22. Sau đó thì ảnh đổi địa điểm của tụi mình qua cái quán cà phê, thì tụi mình mất thêm 16 ring nữa. Sau đó từ cái quán cà phê lên cái Galaxy thì nó lại xa hơn, thì chắc chắn là cái giá tiền nó lại cao hơn nữa. Cho nên đó là một cái bài học kinh nghiệm cho mọi người hen, khi mọi người lên xe taxi hoặc là Grab mà họ có offer mọi người đi uống White Coffee, cái cà phê trắng, và nói là một cái rất là ngon của Penang, thì mọi người cũng đừng lên, đừng chấp nhận cái điểm đến của họ hen. Đừng như mình. A few moments later. Ngôi chùa này có gì đặc biệt? Cái thứ nhất là cái vị trí của nó nằm ở khu vực rất là cao so với thành phố Penang ở bên dưới. Cái thứ hai là kiến trúc của ngôi chùa này kết hợp giữa kiến trúc chùa Hoa, kiến trúc của đền đài Ấn Độ, kiến trúc của chùa Thái và kiến trúc của chùa Myanmar. Chỉ trong một tòa tháp thôi nhưng mà có toàn bộ các kiến trúc của các nước. Cho nên là đây là một trong những cái địa điểm mình rất là muốn tới.
Mọi người có thể đến đây vào buổi tối hoặc là buổi chiều thì sẽ hết hợp hơn. Tụi mình tranh thủ thời gian cho nên tới đây luôn. Many, many minutes later. Yeah mọi người ơi, cuối cùng mình cũng đã tìm được hai chị em đứng trên cái xích đu. Và ở bên đây thì có một cái hình khác cũng rất là đẹp. Đây là một cô bán đồ ăn cho hai đứa trẻ. Có cái ghế cho mọi người ngồi luôn ha. Tụi mình vừa ở trong cái food court tên là Honky Food Corner. Cái food court này thì bán từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Bán các thể loại mì đầu cá với lại mì lòng heo. Và nước cà phê, đặc biệt là có nước cốc. Bạn mình ở trên KL kêu mình xuống đây nhớ uống giùm một bịch nước cốc. Và mình thấy nước cốc ở đây thật sự rất ngon mọi người. Cái mùi cốc tươi á, uống nó đã gì đâu luôn á. Mình cứ đem về mà người ta cho cái bịch. Không hiểu luôn cái tụi mình phải giả bộ đốt cống hút vô để uống dọc đường. Ngon lắm mọi người. Nước cốc nguyên chất, uống đậm đà vị cốc luôn, giá 4.50 đồng. Mọi người có muốn ăn ở ở food court thì có thể ghé cái Honky này ha. Đặc biệt là nhớ uống nước cốc, rất là ngon. Hello mọi người, bây giờ tụi mình đang ở Chu Jetty, tức là cái bến của ông Chu hả? Hay dòng họ Chu gì đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra ngoài đó để ngắm hoàng hôn cũng như là xem những ngôi nhà người ta ở trên sông. Đằng kia có cái tranh vẽ nữa nè mọi người, dễ thương quá. Ở đây, Welcome to Chu Jetty, UNESCO World Heritage Site. Ghê vậy, di sản văn hóa thế giới luôn. Wow, mở cửa từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Oh. Wow, cái này bất ngờ nè. Ok, mình vô ha. Ồ, giờ này đóng cửa hết trơn rồi. Bây giờ đang là 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Trời bên đây vẫn chưa tối. Và mình thấy hình như hoàng hôn đang xuống ở phía kia. Wow, cái khu vực này là hình như là mình đang ở trên sông rồi đó mọi người. Mình thấy nước lấp lánh ở dưới rồi đó. Không phải sông mà là biển luôn. À, đây là cái khu vực bến cảng. Oh, đẹp quá. Ờ, oh, đây, ở đây có một cái tranh tường. Một cái hình này hình như rất là nổi tiếng luôn nè. Cảnh sinh hoạt của người dân, có một đứa bé sắp nhảy xuống nước. Một người khác thì đang làm cá, một ông khác thì đang ngủ. Có con mèo ở trên cái tường nữa, ở trên cái bờ cửa sổ nữa. Đây mọi người, các cái nhà đang được xây dựng ở trên những cái cây cột như thế này. Và xa xa kia là cảng biển. Đẹp quá. À đây, ở đây có những cái đường hẻm mình có thể nhìn rõ hơn ở dưới cái chân của các cái nhà nè mọi người. Ôi, toàn bộ đều là lớn ra ngoài biển để xây hết luôn. Đây là khu vực cảng. Xa xa kia là cái cruise ship mình mới bước xuống á mọi người. Mình ở trển. Wow. Hồi sáng tới giờ tụi mình đi chơi cái bị hỏi là người Thái hả? Tụi bay mới xuống từ trên du thuyền hả? Nghe vui ghê á. Và ở đằng xa xa kia mọi người thấy một cái con cái cầu rất là dài không? Nói liền từ đất liền ở bên kia là Butterwood. Qua bên này là Penang. Ôi, và cái biển ở đây rất là đẹp đúng không?
mình vừa mới đi ăn xong. Món thứ nhất là rau muống xào sốt samba. Món thứ hai là cá đuối nướng sốt samba. Và món thứ ba là cà ri đầu cá. Cả ba món đều ngon luôn nha mọi người. Giá cà ri đầu cá là 31 đồng. Giá của cá đuối là 35 đồng. Còn giá của rau muống là 11 đồng. Tổng cộng bữa ăn là cỡ 70 mấy đồng á, ăn cũng khá là ngon. Bây giờ thì tụi mình đang đi từ cái khu vực các cái jetty ở ngoài phía bến cảng vô lại khu vực Georgetown để chơi dạo phố bữa đêm. Và mình vừa mua được một bịch cà phê White Coffee. Họ bỏ vô cái bịch dễ thương lắm mọi người. Vào buổi tối hôm đó, khi mà dạo quanh khu vực phố cổ Penang thì tụi mình đã gặp một cái bất ngờ ở giữa khu vực này. Đó chính là người dân họ để một cái đống giấy tiền vàng bạc rất là to. Tụi mình khá là tò mò và được người dân ở đây nói rằng là họ đang có một cái lễ hội thường niên và mình có thể tham dự được luôn. Cho nên là mình quá là vui mừng, mình bật máy là mình đi vào cái khu vực này để quay cho mọi người một số cái hình ảnh khi mà họ tổ chức cái nghi thức ở bên trong này. Thì ở bên trong này có rất là nhiều người dân cũng như là khách du lịch đến vì sự tò mò giống như mình. Ở trong đây thì họ thực hiện cái nghi thức lễ ở phía bên trong chánh điện mà mình không có tiện để vào quay. Nhưng mà mình thấy là có một người chủ lễ nè và rất nhiều người dân tham dự ở xung quanh. Và có những người thì đi theo cái đoàn rước này thực hiện các cái nghi lễ, ví dụ như là bẻ cây tre hoặc là khinh những cái bàn lễ để đem ra ngoài cái khu vực trung tâm giấy tiền vàng mã lúc nãy và đặt lên đó. Và điều bất ngờ lớn nhất đó chính là sau khi thực hiện tất cả các nghi thức cúng bái, tất cả các người dân ở đây thì dùng nhang và đèn của mình để châm lửa cái khu vực giấy tiền vàng bạc lúc nãy ở giữa khu phố cổ luôn, làm cho nó phật lên rực sáng cả một khu phố. Mình rất là bất ngờ về việc này, tại vì ở đây là giữa lòng một cái khu di sản văn hóa thế giới mà họ vẫn thực hiện một cái nghi thức. Có vẻ khá là nguy hiểm, nhưng mà mọi người yên tâm là họ đảm bảo cái khoảng cách từ cái đống lửa này ra cái khu vực xung quanh khá là xa. Và tối hôm đó thì mình thật sự cảm thấy rất may mắn khi đã có dịp tham gia một cái lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người địa phương như thế này. The next morning. Cuối cùng của tụi mình ở Penang, tụi mình sẽ ăn sáng, sau đó ra sân bay và bay tới Phuket. Bạn mình đi về một chân trời khác. Hiện tại thì mình đang có trên tay mình một cái ly White Coffee. Uống một lần cái mình nghiện luôn á mọi người. Cái vị của nó khá giống với lại nó lai giữa cà phê sữa đá Sài Gòn với lại bạc xỉu, nó nằm ở cái khúc chính giữa. Nó không bị quá lạc hoặc là ngọt giống như là bạc xỉu và cũng không quá đắng và béo giống như là cà phê sữa đá Sài Gòn. Nó nằm ở khu giữa giữa, uống ngon lắm mọi người. Bạn mình hôm nay thì ăn mì khô xá xíu với lại một chén nước canh có cái gì khá cạo, không phải hoành thành. Còn mình thì vẫn trung thành với kaya toast. Mình đã kêu một cái set này. Đây. Đây mình đang chờ món, lát món lên mình quay cho mọi người coi ha. Tụi mình vừa check out khỏi khách sạn và bây giờ chuẩn bị đi ra sân bay. Mình sẽ bay về Phuket, hẹn gặp mọi người ở Phuket với những vlog tiếp theo ha. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.
Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.